em bỏ ra đúng không? Rồi em sẽ tặng cho mọi người vô like chia sẻ bài nha. Mỗi người em sẽ tặng cho một cây son. Cái này là cây son mát siêu xịn sò nhà em. Cái này nó son ở trong kho được có 20 cây thôi, nên sẽ tặng cho đúng 20 người. Cái màu son đẹp ngất ngây luôn. Màu son rất là đẹp luôn. Rồi vô xe nha. Vô xe bài giúp em. Vô xe bài này, chia sẻ bài tương tác giúp em. Hôm nay cái gì cũng có hết son này. Tại vì em sale mỹ phẩm trong kho á, cho nên là cái gì nó cũng có hết đó mọi người. Son, phấn, rồi tất cả, tất cả tần mọi người có yêu cầu về cái gì là có cái đó hết nha. Mũ này Dung còn có cái, Dung để mọi người 100.000, 180 mà Dung để mọi người 100 luôn. Nhớ nè, vô đầu tiên, đây, Dung tặng cho mọi người cái này là 215.000 một cây. Dung sẽ bán tặng cho mọi người luôn, ha. Và lưu ý nè, Dung chỉ có được 18 cây ở đây thôi. Xe bài nha. Váy màu đẹp quá chị ơi, váy màu này giùm em đây. Đó. Cái này mọi người nhớ cái váy màu này còn có mấy cái để mọi người 180. Mọi người coi được không? Bị gián đoạn ghê quá. Rồi vô giùm em nha. Tương tác chia sẻ like giùm em. Em sẽ tặng 18 người cái cây son này đưa cho chị tay của em, chị test mất công tí là chị test thì chị đưa đồ lên nó dính vào đồ áo của chị. Đây. Đây, em test cho mọi người cái màu son rất là đẹp luôn. Em sẽ tặng đúng 18 người chụp màn hình xe cho em. Chỉ một váy chị Duy Anh này, váy 180 đó chị. Cái này em sẽ tặng cho đúng 18 người chia sẻ nhiều nhất ở trong live nhá. Nhiều nhất ở trong live. Ít nhất cho em là phải từ 5 hội nhóm là ok rồi, em không có cần phải vài 300 hoặc là vài 30 đâu. Đây, cái cây son này là cái cây son mà năm ngoái em bán là 215.000 một cây. Nhưng mà bây giờ em sẽ tặng cho mọi người luôn, trên live luôn nhá, trên live. Nhớ giùm em này, tặng không cho mọi người. Cho chị một củ nha, chị xuống lấy Nguyễn Thị Thùy Vân. Kìa kìa, trên kia kìa. Ok chị Thùy Vân nhá, củ có 100.000 là còn một cái em đang đeo nữa. Chị Thùy Vân này, ok chị Thùy Vân. Cái này nhá mọi người lưu ý giùm em là phải chia sẻ thì em mới tặng được 49.000 một cây luôn. Trời ơi, 215 mà tặng mọi người 49.000. Mọi người nhìn lại cái màu. Đây này mọi người, son này mà đánh khô môi á, trả lại cho em. Khô môi là trả lại cho em. Mọi người nhìn cái chất son này rất là đã luôn. Đó, comment hết rồi chị ơi. Đợt này em có đúng một màu à, đúng một màu. Coi cái hoa vàng nó giống màu mình không? Mũ giá là 180, sale còn có 100, còn có cả em đang đeo mua nó hết rồi. Rồi cái này comment giúp em là son là được 49.000. Có màu không? Có một màu duy nhất thôi chị, có một màu duy nhất thôi. Cái gì bốn màu vậy? Cái gì bốn màu vậy? Cái này ghi cho em là son nha mọi người nhá, son giùm em. Cái này đưa chị cái màu, thì có nhiều màu nhưng mà em tặng, nếu bạn nào lấy hai màu thì cũng sẽ tặng cho mọi người theo màu nhá. Cái này nhân viên nó sẽ xếp cho mấy chị. Đây nó có màu này nữa này. Đấy, nó đang giống rồi. Từ từ đổi xíu cho mấy chị ơi, son này đã lắm. Em đánh này, cái cây em vừa đánh đâu rồi? Cái cây em vừa đánh đâu? 49.000 không xe không tặng nha mọi người nhá. Mũ luôn nha, Dung như chị đi sai rồi hết mũ nha. Đây, má ơi, nè. Đây mọi người nhìn cái màu này. Chuột chưa? Má ơi. Đỉnh luôn, cái màu nãy đâu đâu em để đâu rồi? Cái màu đâu đâu á? Em để đâu? Em cho mấy chị có túi sách, xả túi sách. Nói chung là tất tần tật về mỹ phẩm túi sách luôn. Mọi người yên tâm nhá, có. Ngày hôm nay em sale banh sàn của cái màu này chắc nếu còn màu thì mọi người này đã hơn 49.000 một cây. Ví dụ ai lấy nó không có đủ 5-6 màu đâu, nếu mà lấy 4-5 màu 5-6 màu là phải cùng màu, tại vì nó có 3-4 màu thôi, nên Dung sẽ bán tặng cho mọi người có 49.000 một cây. Phải là muốn lấy bao nhiêu cây thì Dung tặng bấy nhiêu cây, nhưng mà lấy nhiều thì phải chia sẻ 5-10 lần vào hội nhóm với Dung nha. Chứ ví dụ như mà bán tặng cho mọi người mà mọi người lấy 5-6 cây hoặc lấy chục cây là Dung không thể
cho chị Nguyễn Hồng Nhi, 4 cây cho Mỹ Ngọc, Yến Nguyễn là 1 cây. Mọi người chốt cho em nha, chốt cho em nhé, nhân viên nó sẽ phân. Và nhớ chốt thêm sản phẩm nha. Rồi hôm nay là toàn đa số là em sale 39, 49, 59 cho mấy chị nước hoa cũng vậy, nên là ráng mình ngồi ở lại trên live và share bài cho Dung này. Chị Misa Nguyễn 1 cây, Misa Nguyễn 1 cây, Mỹ Ngọc có rồi, Su Bông này. Em tính đi chứ không có đủ đâu. Tại ở trong này á, chị đưa ra nhưng mà nó ở trong trong bọc nó có mấy cái thôi à. Chỉ có cái này là full ngon nè mọi người này. Xịn sò như thế này, đó là nguyên một set như thế này là 2.4 triệu. Hôm mà Dung không có bán, Dung không bán 2.4 triệu một set. Giờ mà bán xe với chị thì bán được 1.7 triệu thôi. Nên Dung sẽ tách ra bán tặng với chị nhá. Đó là hiểu luôn nha mọi người. Đây, xịn sò lắm. Đó là nguyên một set như thế này luôn. Đó cho nên Dung chia ra Dung bán tặng cho mọi người luôn á. Tại vì cái này năm trước Dung bán cho mấy chị là một set như thế này là giá là của nó là 2.450.000. Nhưng mà bây giờ Dung sẽ tách ra Dung bán tặng cho mọi người, xe bài đi coi được bao nhiêu lượt xe đấy. Dung sẽ bán tặng mọi người mỗi cây là 50.000 luôn. Đó thì mọi người tính đi, có mười mấy cây ở đây thì Dung cũng đường nào Dung cũng lỗ hết. Nên Dung bán tặng mọi người coi như là sẽ xui cái ngày hôm nay. Ngày hôm nay Dung xui lắm, ngày này rất là xui luôn đó mọi người. Nên là mọi người lưu ý giùm em là 49.000 một cây, rất là xịn sò luôn ha. Cho nên mọi người nhớ là ráng xe bài lên giùm em nha. Đó, nhân viên em sẽ lấy cho mọi người đây màu này. Em test 3 cây trước tại vì nó lộn xộn ở trong, em không có đi kiếm từ cây 3 màu trước cho mọi người. Hình như là 4-5 màu gì đó, 4-5 màu gì đó đó mọi người. Nhớ là xe bài mua giá 49.000 nha. Mì Mỹ có rồi, cái gì? Sáu gì? Ủa gì mà có 16 lượt xe thôi hả? Trời ơi, nó có lộn, nó có lát không trời? Gì mà có 16 lượt xe mấy chị? Rồi, ai lấy thì ghi giùm em nha. Xong má. Ôi má ơi, mẹ ơi, ông nội, ông ngoại ơi. Cái này còn cái nào không đưa ra chị tặng cho khách luôn. Hôm nay là đại sale luôn đó mọi người. Nên là đừng có bỏ qua. Em Nhi đứng phải tay lấy mấy cây đồng hồ. Đây, tương tác chia sẻ giùm em đây nha mọi người. Cái đồng hồ này em sẽ tặng cho được mấy cái nữa em? Hết rồi đúng không? Đây có mấy cái thôi. Cái này là màu nâu, màu xanh. Rồi hết rồi. Có 3 cái à. Nâu xanh với lại là màu nâu màu xanh nhỉ? Có 2 cái à. Nâu với xanh. Cái này là đồng hồ chính hãng, nó bị không có hộp nha mấy chị. Cho nên em sẽ tặng cho mọi người ở trên livestream luôn 79.000. Nhớ giùm em nhá. Cái công em gói rất là cao luôn. Đây là chốt 2 cái cho em dễ gói. Đây cái đồng hồ 225 mà em tặng mọi người 79.000 luôn. Đó, bạn nào lấy thì chốt ở tà livestream có 2 cái à. Có 2 cái đô với 1 cái xanh à. Đó, ai lấy thì ghi giùm em nhá, đô với xanh giùm em. Đồng hồ siêu đẹp luôn nha, chứ không phải đồng hồ đều, đồng hồ ngoài chợ, đồng hồ tào lao đó mọi người. Đây, bạn nào lấy thì ghi giùm em là đồng hồ nâu với đồng hồ xanh em tặng mọi người 79.000. Đỉnh lắm luôn đó mọi người, đỉnh lắm luôn. Đây mọi người nhìn này, cái màu xanh này có đúng 2 cái duy nhất, thế nên Dung sẽ bán tặng cho mọi người. Chết mẹ rồi, nâu cho Khánh Chi rồi, còn một nâu với một xanh là hết luôn. Nâu này còn một nâu sửa lại giá người giá cũ đây cho mọi người nhá. Nâu với xanh có 2 cái. Cái này bạn nào tay cực nhỏ thì đeo càng đẹp. Nâu cho Yến Nhi rồi hết, thế nên hết rồi đúng không? Hả? Hết nâu rồi hay sao? Ủa, của đồng hồ đi lấy hết rồi đúng không Nhi? Còn cái nào không? Hết hả? Còn ở đâu không? Còn một cái xanh thôi à? Dồn đơn hồi chưa được chứ? Đơn hồi chưa làm gì đã đi được đâu? Dồn đơn hồi chưa được. Xe bài giúp em còn cái xanh thôi. Đâu rồi? Cái màu nâu thì mà đưa xuống cho em rồi còn hỏi chị. Hai cái màu nâu rõ ràng luôn đây nè má. Rồi còn cái màu xanh tôi hết rồi mấy chị ơi. Còn cái màu xanh thì bạn nào lấy thì chút. Tại vì cái này em bán tặng mà, chứ em đâu có bán lời với bà đâu. Cái này em tặng thật sự luôn. Rồi cái này, đây, cái chai nước hoa này bao cho mấy chị thơm 24 tiếng. Cái chai nước hoa này gọi là chai nước hoa gì ta? Cô gái, chân cô gái, mỗi cả thứ chỉ có cái thôi. Cái này em bán tặng cho mọi người. Bạn nào lấy thì mọi người dồn đơn bút cơ và xe bà nhé. Không xe bà, tôi có 16 lượt xe má ơi. Cho con bé 100 lượt xe đi mọi người. Có 16 lượt xe thôi đó. Rồi em tặng mấy chị luôn. Đây chai lấy khoan, đỉnh nhất luôn.
hai vợ chúng bán hot từ năm ngoái tới bây giờ. Đó mọi người nhớ kèm cho em. Ba cây tặng mọi người 99.000 luôn. Có set duy nhất, không có set thứ hai luôn á. Có set duy nhất thôi. Nhớ ghi cho em nhá. Ba cây dùm em. Comment giúp em là ba cây. Son ba cây dùm em nha. 100.000 ba cây, tính ra một cây có 33.000 thôi. Mà cái này, một cây này mọi người có thể xài được tới mấy năm lận á. Là một cây bình thường trung bình của nó là đã gần cả 4-5 tháng rồi, xài thường xuyên cũng 4-5 tháng rồi. Rồi, cây này cũng tặng, cái này set này cũng sẽ tặng 100.000 ba cây. Ở trong này màu rất là đẹp luôn, màu cực kỳ đẹp luôn. Chỉ kem tan mỡ cho con muốn xài được bình thường em. Kem tan mỡ mọi người để xong á. Hôm nay xem kem tan mỡ luôn, đưa kem tan mỡ chị. Kem tan mỡ mọi người xài không có hiệu quả em sẽ đền tiền luôn. Kem tan mỡ chỉ cần mọi người đẻ xong tầm khoảng chừng 1 đến 2 tuần thôi nhá, là mọi người sẽ xài bình thường, đừng bôi lên vết mủ là được. Trừ khi vết mủ mà nó hằn lại thì mọi người bôi được. Không cho hết rồi. Cho nên là mọi người lưu ý giúp em là kem tan mỡ trừ trường hợp là mọi người đừng bôi lên vết mủ là được. Đừng bôi lên vết mủ là được nha. Còn mọi người xài là thoải mái cho em. Hôm nay là em đại xe luôn. Rồi cái này có bà bông này. Cái cây kẻ mắt mà em đang để xài á. Cái cây kẻ mắt này. Cái cây này là em khui từ tháng 7 cho tới bây giờ luôn. Cái cây kẻ mắt em đang xài này. Tháng 7 cho tới bây giờ em vẫn đang xài luôn. Khui. Đây nè mọi người. Đó, thì cái cây kẻ mắt này có đúng cây tặng với bà nào có đơn 50.000 luôn. Cây kẻ mắt có một cây duy nhất thôi nha. Ai lấy kẻ mắt thì ghi dùm em là kẻ mắt. Cái này kẻ mắt nó không trôi luôn mọi người. Gặp mồ hôi hoặc là mọi người rửa với sữa rửa mặt, hoặc là mọi người rửa với giặt bông á, thì nó sẽ ra. Còn mọi người rửa với nước lạnh hoặc là nước ấy là không bao giờ nó ra được hết. Kẻ mắt. Comment giúp em là kẻ mắt 50.000 nha mọi người nhé. Hình như là hết rồi đúng không Nhi? Hả? Kẻ mắt á hả? Có còn cái nào không? Cái này của khách xã. Chị quá, đừng có hỏi chị nữa. Có cái hộp nào thì chị cũng có hỏi chị đâu. Rồi ghi giùm em nha, kẻ mắt giùm em. Kẻ mắt cho mọi người có xong. Trời ơi, xong chị vừa mới like xong. Kẻ mắt cho su bông để chúng kiếm. Và còn cái nào không? Xe bài chứ mọi người có 16 lượt xe à. Rồi sao chúng xe đại mỹ phẩm cho mấy chị đây? Ai đấy kẻ mắt thì ghi giùm em nha. Kẻ mắt rửa xíu kiếm nào mọi người ơi. Nó bỏ đâu, nó chưa lục lại được trí nhớ nữa này. Hình như là ở trong này chị nhớ là tụi bay để ở trong này này. Son chỉ còn một set 100.000 này. Kẻ mắt nó xài đã lắm mọi người. Em coi lại với chị Trung. Đây son ba cây cho Mai Quế rồi chị hết. Mai Quế vẫn là hết rồi nha. Đó, rồi cái này. Thấy không? Mình nhớ là còn mấy cây lận á. Còn mấy cây lận á. Không phải là một cây đó. Rồi cây chai lá xì xù này. Em coi lại cái gì á. Nữa thì đi tụng nha. Nó ập một cái là chị cũng đi luôn á. Chứ không phải mình em đi đâu. Nè cái này là comment cho em. Để share bài đi mọi người. Cho em 300 người coi coi. Cái mắt được có. Trời ơi bà dùng tôi xe kem body bà nội. Kem body như là của kem body hết sạch chuối hả? Còn hai hộp bà mẹ ơi thôi sao? Còn hai hộp mà có người hỏi mất tiêu luôn rồi. Đây nha mọi người nhá, cái Narciso này đợi chị xíu đi. Hôm nay đại xem mà mấy bà xe bài đi cho tôi có động lực. Xe hơn 1.000 loại mỹ phẩm lận, nước hoa lận, chứ không phải là một loại đâu. Phải mỗi kem mặt, kem body, kem này kia đâu. Em sale gần 1.000 loại lần đó. Đấy, hôm nay là tổng xả kho cho mọi người nhá. Đây tặng cho mọi người. Bạn nào chốt trên like nhá, 100.000 luôn. Cái này em bao lưu hương cho mọi người trên 24 giờ. Đây, cái chai Narciso màu cam hồng này rất là thơm luôn. Mùi này vừa ngọt và vừa sang. Cái này là 299.000, 300.000 đó. Cái này á, hộp của nó, cái lọ lớn là 1.900.000 rồi đó. 1.900.000 rồi đó mọi người. Mà cái này là 1.950.000. Cái chai 100ml á, chai 50ml của chúng bán mọi người là 250.000. Bây giờ chúng, 450.000 chứ. Mà chai này bây giờ chúng tặng mọi người trên like 100.000 luôn. Cái này còn được 4 chai thôi. Em sẽ tặng mọi người 100.000. Cái này là vừa ngọt vừa sang nha. Ở trong em lấy dùm chị đi. Như có 6-7 chai gì á. Màu hồng nha mọi người nhá. Nguyên châu với kim mùa này. Cái chai này là rất là thơm luôn, thơm lắm. Bạn nào đi tiệc này,
bạn nào đi tiệc hay đi đâu rất là thơm luôn, nhưng có 6-7 chai trong thôi, ai lấy thì chốt giùm em là lá xì xù, hoặc là mọi người ghi cho em nước hoa 100 được, nhưng viên nó dán vô chắc không lụt đâu, dán vô liền là nó không lụt. Cái này ghi giùm em là chai nát là được, nát hoặc là nước hoa 100 là được nha. Comment giúp em là nát. Còn son không chị? Son mát này em ơi, 49.000 một cây nè. Em còn màu không? Lâu chi vậy má? Có lâu đâu. Đó, son này mọi người, giờ chị cất hết màu lên sao mọi người mà thấy được nữa. Son là 49.000 một cây á mọi người, này em like đầu like á. Son em son mát á mọi người. Đó, ai lấy 2 cây thì Dung sẽ để cho mọi người. Ai không có son nước, không có son nước đâu mọi người. Em đa số là bán son sáp là nhiều, son nước hình như là hết rồi, không còn luôn á. Nên bạn nào lấy thì chốt nha, 49.000 một cây rồi má, đúng là bán tặng đầu like luôn đó. Có 49.000 một cây thôi đó mấy má. Đây, cái này là nó nguyên cả hộp như thế này mà Dung tách ra Dung bán tặng cho mọi người á. Chứ một hộp như thế này tới 20 mấy lần đó mọi người. 2.4 một set như vậy á, 16 cây á. Đó, mà Dung bán tặng mọi người lẻ cho mọi người, tri ân cho mọi người có 49.000 một cây thôi. Quá rẻ, cái này phải gộp đơn nha, chứ Dung không thể nào mà Dung bán rẻ cho mọi người được đâu. Mai quế, nước hoa 100. Nhìn cái màu nước hoa nha, mày lấy lộn kìa. Nha, nước hoa lúc nãy đâu rồi? Rồi, ai lấy son thì ghi dùm em 1 cây, 2 cây thì em cũng bán, nhưng mà phải kèm mấy điều với quần áo là kèm với cả cái khác nữa, chứ mấy chục nghìn cũng không có đi đơn được đâu. Tùy màu, mấy chị ơi, em không có cho chọn màu đâu. Giờ đâu biết màu nào lại màu nào đâu, nó nguyên một set như vậy, bóc đại màu cho mọi người. Màu nào cũng đẹp, hầu như có 3-4 màu thôi đó. Rồi em tặng mọi người 5 chai, để chị 5 chai nước hoa nhỏ ngắn cái này tặng luôn. Xe bài cho mọi người có 10 mấy, 20 mấy lượt xe à. Quá ít luôn đó, thiệt. Có mascara, chỉ là mascara này là mua một tặng một. À, cái kẻ mắt nước này mọi người mua một tặng một. Cái này là nguyên cả set như thế này, đang tiên là mua một tặng một luôn nha. Cái này em bán cho mọi người 79.000 một cây, mua một tặng một nha mọi người nha. Nước hoa cũng sẽ có cho mà mùi ngọt, ngọt nhẹ nhẹ mà sang á chị. Đây, cái này là mua một tặng một luôn. Lấy cái nhỏ nữa. Nó đang tri ân đó mọi người, của các nè, cái này là của hãng nước ngoài rất là xịn sò luôn. Đó, nhưng mà cái này mua một tặng một thì được, em bán sale có 119.000 nó khách lấy hết rồi. Bây giờ tặng người 79 là mua một cây tặng một cây luôn á. Bình thường một cây bán lẻ đã là 120 rồi. Bây giờ mua một tặng một mà có 79.000 một cây thôi. Cái này ghi cho em là 79.000 kẻ mắt nước nha mọi người nhá. Nó cùng là một cái hãng của cái lúc nãy luôn. Nhưng mà cái này là nó phiên bản mới. Mà được cái đợt đó hàng xem nên nó có được có mấy cây thôi, hết rồi. Nhưng cái này được có 3-4 cây gì à. Cái này là nó đã kèm trong rồi, có nghĩa là bỏ 79.000 ra là mua được cả 2 cây rồi đó. Có nghĩa là mua một tặng một đó, mọi người hiểu ý em không? Nó cùng với cái hãng lúc nãy luôn. Nhưng mà hãng cái mã lúc nãy thì nó không có tặng. Không có tặng cho mọi người, còn cái này là mua một tặng một luôn. Rất là xịn sò, cái này ghi cho em là kẻ mắt một tặng một giùm em nha. Đó, nó dính vào nhau như thế này, này. Là một cây được tặng một cây luôn nha. Ai lấy thì ghi giùm em kẻ mắt 79k là ok nha mọi người. Em có đúng không? 4 set 79k luôn ha. Khánh Chi một set này. Này ở trong em ơi. Thì là còn có 3 cặp thôi á. Ai lấy được ghi giùm em kẻ mắt. Nó cùng với hãng lúc nãy xài rất là đã luôn. Mà do là mọi người biết sao không? Cái hãng này là em bán trước mà mua một tặng một. Nên là thành thử ra là em không có muốn sale nhá. Bây giờ em để cho mọi người luôn, nó mua một tặng một đó, nó lời tiền cho mấy chị chứ không trả lời tiền cho em đâu. 5 chai nước hoa đâu rồi? Rồi 5 chai nước hoa tặng luôn 100.000. 5 chai này là có Chanel này. Em ráng cổ quá. Có về xa xì tùm lum hết. Cho chị Mai Quế này. Xét kẻ mắt vô trong lấy đi chứ nhiều mã, lần sau mà hỏi chị kẻ mắt là cái nào rồi bỏ sao là chị chịu á nha. Cái đó phải tự đi lấy bỏ vô á. Chứ không có để giấy ở trong rồi bấm sau, chả ai biết mã nào đâu. Rồi cái này nón chung chung mang hết. Đây, cái này là 5 Ủa em mới đưa cho chị có 4 đây, 5 lọ nha, 5 lọ nước hoa bất kỳ Dung sẽ bán tặng cho mọi người ở trên live luôn. 5 lọ luôn. Cái này là nước hoa chip Âu cho mọi người, 100.000 năm. 5
Victoria này, rồi Chanel Dior này, rồi Chanel No 5 này, toàn là mấy hãng nổi tiếng không á. Đó, ai lấy thì ghi dùm em là 5 chai 100 nha mọi người nhá. Ai lấy thì ghi dùm em là 5 chai 100. 5 chai 100 nghìn đó. Rồi cái ủ tóc này có hai bản xạ. Cái ủ tóc này nè mọi người. Chấm bài giúp Dung đi mọi người, mạng có coi được không? Em vô coi có mạng có lát không? Khách kêu mạng lát hoài vậy em. Mạng có lát không mọi người? Tại kết nối bên em nó cứ kết nối là nãy giờ quá trời luôn á. 5 chai gì như anh? Mạng có lát không? Nãy giờ bên em nó cứ kết nối hoài luôn á. 5 chai chị Mai Quế. Má ơi, nó điên luôn đó trời. Vô lấy cột đúng nha, đừng lấy cột đan nha. Đây này mọi người, nó có bị lát không? Lát dữ lắm chị ơi. Đập luôn cái điện thoại luôn á. Cái này chỉ có hai người xả thôi. Yến Nguyễn 5 chai 100. Em nói thật mọi người, mua cái gì để em cái nón hết rồi em ơi. Nó chỉ đang mang nước sạch không còn cái nào. Đây này mọi người, cái này là hết sạch luôn á. Cái này là siêu đỉnh luôn. Chỉ còn nón này thôi. Còn cái nào lấy không? Đây nha mọi người nhé. Lấy phụ nữ nha, cái phụ nữ nào loại nào ha. Đây nha mọi người, cái chai collagen này này. Có hai người khách quen chốt rồi em. Có khách nào là khách sạn luôn, có hai người khách quen luôn. Tí nữa em sẽ xem cái sách với mấy cái kia cho mọi người đây. Cái ủ tóc này em không có nói nhá. Bạn nào xài, mọi người đã xài qua rồi, mọi người cứ lên xin review. Xin review của bộ ấy. Hôm bữa cái tem của cái này đừng nói là tụi em vứt đi rồi nha. Trong cái tem của cái thùng có cái tem á. Vứt rồi là tao quỳ tao lại thì bay luôn á. Tem chính hãng của cái này đó. Vứt rồi là tao quỳ mười quỳ tao lại luôn á. Mọi người nhá, cái này là ủ tóc nha mọi người. Ủ tóc. Cái này là ủ tóc chính hãng luôn. Mọi người cứ lên xin ở trong nhóm review về cái ủ tóc này đi. Khách em người ta xài rất là nhiều luôn. Và cái ủ tóc này là giá hôm bữa em chốt cho mọi người là 185.000. Bây giờ em tặng ở trên live cho mọi người luôn. Cái này là phục hồi collagen 100%. Em sẽ để cho mọi người trên live với giá là 130.000. Vứt thì tự đi mà kiếm nha. Cái đó là cái tem chính hãng của công ty đó. Cái này là em bán tặng cho mọi người trên live là 130.000 một bịch. Mọi người mua 3 bịch, em sẽ tặng cho mọi người một bịch luôn. Tại vì cái ủ tóc collagen này em nói trước là nó kích mọc tóc rất là ghê luôn. Bà nào bị hói là bị tóc mà dạng như khô sơ, hoặc là khi đầu tóc mình chẻ ngọn á, hoặc là mọi người đi uốn nhuộm hoặc là nhuộm á, là mọi người nhớ giùm em nhá, nên xài cái này. Cái này là em nói thật với mọi người danh dự luôn. Chỉ cần mọi người xài một lần thôi. Chỉ cần xài một lần thôi nha mọi người nhá. Là mọi người cảm nhận được cái tóc của mọi người xài rất là đã luôn. Riêng cái ủ tóc này nè, bỏ ra 130.000 mọi người xài được 5 tháng, 5 đến 6 tháng luôn. Mà chỉ có mất 130.000 thôi. Riêng cái ủ tóc này là em khuyên mọi người chân thành nên xài. Tóc cỡ nào khô mà hư tổn mọi người xài tầm 3-4 lần nó sẽ hết luôn. Hết 100% cho mọi người luôn nhá. Nên bạn nào lấy thì mọi người chốt giùm em là ủ tóc kèm theo số điện thoại đối với khách mới. Còn khách cũ thì ghi cho em một cái mã là được. Em còn ở đây được tầm khoảng vài chục thôi. Và em không về được lại nữa. Đây em đang xài ủ tóc đó vượt đã lắm. Em không nói điêu luôn đó mọi người. Mọi người cứ lên nhóm xin review về cái ủ tóc này đi. Ok Thánh Chi nha, ok Yến Nguyễn nè. Lên trên nhóm review, xin review về cái ủ tóc này, nó cực kỳ hot luôn. Bây giờ ở đâu? Tóm lại là đi ở đâu? Hay là dục luôn rồi? Tụi em không nhìn thấy cái chữ là tem chính hãng hả? Mà đi dục cái tem đó là chết luôn á. Mà xin ai lấy đâu? Cái gì?
coi nào. Lấy để mà xài trắng da thì mọi người lấy cái nạ này. Cái này tại vì nó chuyên
coi cái kim mùa có kẻ mắt không? Cái này á, bạn đã có điều kiện thì một tuần mọi người đắp cho hai lần, còn không có điều kiện thì một tuần mọi người đắp cho một lần thôi. Tại vì thật sự ra mà có mười mấy thì một miếng thì nó quá rẻ đâu mọi người. Lấy kẻ mắt nào? Này em lấy kẻ mắt nào, chỉ còn kẻ mắt này thôi. Cái kẻ mắt mua một tặng một đâu rồi? Này chỉ còn kẻ mắt mua một tặng một 79k thôi. Lấy kẻ mắt mua một tặng một thì ghi dùng chỉ là kẻ mắt 79k còn cái. Cái này là Dung khuyên thật, chỉ Loan thử xài đi nha. Thật sự ra luôn đó, mọi người thử mua một hộp này mọi người xài thử đi. Dung đang tầm Dung đang bao Dung xe còn có 180, 275. Đầm này đầm hàng tao bao nhá. 275, xe còn 180. Đầm baby doll hàng tao bao. Ai lấy đầm thì Dung em còn 2-3 cái thôi. Này cho mọi người, nên mọi người thử xài đi, xài có hiệu quả thực thì ngay một miếng là đầu tiên. Cái này mọi người xài để đắp qua đêm luôn dùm em. Tại vì cái này á, xài để càng lâu thì nó hấp thụ lên da mặt nó càng tốt nha. Nhưng mọi người cứ để qua đêm cho em chứ không cần phải để 15-20 phút. Đắp tốt nhất là vào buổi đêm hoặc là buổi trưa mọi người đi ngủ á, mọi người đắp để trên mặt xong rồi ngủ dậy, mọi người sờ cái da mặt mọi người rất là đã luôn, đã lắm luôn á. Mà nó trắng da nhanh lắm luôn á mọi người. Ai lấy thì ghi giùm em nha, comment giúp em là mã nạp 10 miếng trong một bịch, trong một hộp như thế này. Mình thấy cái hộp nó sang ha. Rồi cái này mà mua tặng Hà mùng 8 tháng 3 cho mẹ hoặc là cho chị nó cũng sang nữa, thấy không? Đó, một hộp trong này là 10 miếng nha mọi người nha, 10 miếng. Có 130.000 thôi, tiếc gì 130.000 mua cái áo 130 rồi. Một đầm đang mặc cho Yến Nhi, mua cái áo 130-140 rồi. Mà thay vì cái này làm đẹp, bạn nào mà da mà đen mà chai ngăm á, mọi người nên lấy cái này cho em, nạ cho Tú Hảo. Em nói thật luôn á, mọi người xài một miếng thôi, xài một miếng thôi, mọi người cảm nhận ngay sáng hôm sau nó khác hẳn cái da mặt mình luôn á, nó khác hẳn luôn á, cái da mặt mình nó bóng lắm luôn á mọi người, mà trắng lắm. Nó sau này mọi người hả, xài ví dụ như mọi người xài cái kem nó ăn cái vô cái da mặt mình nó dễ hơn, nó hấp thụ kem rất là nhanh. Nạ cái heo bung ni đó, cho nên là khi mọi người mà đã xài được cái nạ rồi, mọi người xài kem nó nhanh trắng lắm luôn á. Bạn nào mà bị viêm mủ, mọi người xài cái mặt nạ này nó kháng viêm mủ cũng rất là tốt luôn hả, chứ nó không có trị mụn nha. Nó kháng viêm mủ nhưng nó không có trị mụn, nó chỉ chuyên hai cái là trắng da và nâng cơ mặt, căng bóng cơ mặt thôi, chứ nó không chuyên về trị mụn nha mọi người nhá. Chủ yếu là cái nạ này là dành cho bạn nào da đen thôi, da đen hoặc là da mọi người không có đều màu thì nó sẽ trắng da thôi, chứ còn mà thì nói về nó trị mụn rồi trị nám thì này kia thì nó không có trị nha mọi người, nó chỉ làm trắng da không kích ứng da nha mọi người, chuyên làm trắng da không kích ứng da, lưu ý cho em. Tại vì nó dành cho những cái da nhạy cảm luôn. Nên là bạn nào mà đã xài cái nạ này rồi mà đã cảm giác trắng da thì mọi người nên xài tiếp. Tại vì nó hấp thụ, ví dụ như khi mọi người xài cái kem á, nó hấp thụ rất là nhanh luôn, nó hấp thụ kem của mình á lên mặt á, nó rất là nhanh luôn. Chứ đừng có bỏ ngang, tại vì xài đã đẹp rồi thì đừng có bỏ ngang đó mọi người. Đừng có bỏ ngang nha, mất công tiếp á. Rồi bước qua. À, cái này em còn một chai nhiều cái phẩm quá, cái xe tự cái gì luôn á, bị mù màu luôn mọi người. À, bị mù mẫu luôn á. Uống nước đi vào bầu khách nước kia. Có sản phẩm nào trị mụn? Chết rồi, cái con bo trị mụn chỉ để lên lầu. Lấy đại chỉ con bo trị mụn ngoài đi. Em còn được có hai cái này thôi mọi người. Cái này là kem chống nắng hot, tôi là hot, bán từ 3 năm trước tới bây giờ nó sót lại được cái kem chống nắng không phụ cho em bị nó hồng quá. Em nó trắng bên phải vậy. Bên phải cái gần cái ủ tóc bơ đó. Để má thôi. Đây nha mọi người nha, cái này kem phơi combo phơi, tí nữa Dung sẽ xem cho đội Dung xíu. Cái này chống nắng thề luôn á, bà chị em ở cách nhà em trên nhà thờ, bà lấy lần 10 tiếp luôn, bà nó chưa xài một loại kem chống nắng nào, thề luôn á mọi người. Một lần bà mua là cứ năm tiếp như thế này, chưa xài kem chống nắng nào mà nó xài đã như cái chống nắng này. Bà đi biển bữa Tết, bà đi biển hoài luôn á, mà nó chống nắng mà nó không làm đỏ da, mà trong khi đó là bà lộn da luôn nha, bà lộn da luôn.
em có mấy, nói chung là cái nhà em có mấy 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 xóm thôi đó, mà bà ở sát cái nhà thờ mà bà một lần bà mua là cứ 5 tuyếp, 5 tuyếp, 5 tuyếp. Cái này là 280.000 giá niêm yết, nhưng mà chúng bán tặng mọi người ở trên ai còn 150. Cái này mọi người nên xài, những cái bạn nào mà da lộn đó mà mọi người đi biển nó dễ bị nám, mọi người nên xài cái này, tại vì cái này nó chống nắng rất là tốt luôn, chống nắng cực kỳ tốt và nó làm cho mọi người có cái độ make up sẵn trên mặt luôn, nói chung thay kem chống nắng luôn đó, thay kem make up luôn đó. Nên mọi người mà ví dụ đang xài kem mà mọi người mà đi biển á, mọi người đi làm ở việc ngoài trời nắng nhiều á, mọi người xài cái này, tại bà xài nguyên cả body luôn, mà cái này em chỉ khuyên mọi người xài mặt thôi, xài body nó tốn lắm. Đấy, một tip này nó chỉ có tầm khoảng chừng 30 ml thôi, mọi người xài cả body nó chỉ được tầm khoảng chừng 10 đến 15 lần thôi, còn xài mặt phải được cả 100 lần, còn mà xài body là chỉ được 10 đến 15 lần thôi, tại vì xài cả body mọi người biết mút cái body của mình rất là nhiều luôn đó. Nên đây là mọi người mua dành một tip để xài lúc nào mình đi biển hoặc mình đi du lịch á, mình có cái mình xài đó, có 150.000 thôi, không bởi chúng bán xe là mọi người 195 bữa Tết đó, nhưng mà giờ để mọi người 150 còn được tầm khoảng chừng 20 tip thôi. Cái này là không về lại nữa, tại kem chống nắng này là hàng của nước ngoài cho nên là mỗi lần đợt xe về nó có ít lắm mọi người. Nó bạn nào mà lấy kem chống nắng này thì chốt nha, và khuyên là mọi người nên xài cho mặt thôi, xài body nó hơi phí, bởi vì cái này nó xài rất là đã luôn, nó là một lớp chống nắng và kháng nước kháng mồ hôi cho mọi người luôn. Có 150.000 à, ai lấy thì đi dùng em nha, comment giúp em là chống nắng. Kem phay là chị đang tiên là 2 hộp là 350, còn em lấy một hộp á là giá là 250, 2 hộp là 350. Kem phay đâu rồi? Cái combo mủ này này, còn mọi người mà xài cái combo mủ luôn á, mua cả cái combo mủ luôn, cái combo mủ này thì trưa hôm qua chúng đã dành một like cho mọi người để tư vấn rồi, dành nguyên một cái like luôn á để tư vấn cho mọi người rồi, nên mọi người coi lại cái like lúc trưa. Tại kem thủy mủ này nếu như á mà xài không có hiệu quả chúng sẽ đem tiền cho mọi người luôn đó. Xài không có hiệu quả là quay lại chúng trả tiền cho mọi người, tại vì cái lọ cao mủ này là trị tất cả các loại mủ luôn nhá. Còn cái kem phay là trắng da, trị nám, tàn nhang, đồi mồi, đôi chị nước nước đi, cắt khô cổ luôn đó. Trị mụn, trắng da, đồi mồi, căng bóng cơ mặt nhá, và trẻ hóa da. Combo này thì mọi người mua trên like sẽ giảm còn 400.000, giảm còn 400.000 nha mọi người nhá, trên một combo đây. Còn mọi người mua lẻ thì cái này là 250, cái này là 220.000. Còn mọi người mua mỗi cao mủn thôi mà mua 3 lọ sẽ được tính giá xỉ, phay 3 lọ cũng được tính giá xỉ. Nhưng mà nếu như cái combo trị mủn này mọi người xài không có hiệu quả, chúng sẽ đem tiền cho mọi người luôn, là trả lại tiền cho mọi người 100% luôn, mọi người không mất cái gì hết. Tại vì cái này chúng cam kết cho mọi người là không bao giờ bị kích ứng da nha mọi người nhá. Nên bạn nào mà đã xài cái cao mủn của nhà em rồi là xài rất đã lắm. Còn ai lấy kem phay thì mua 2 lọ đã được tính giá còn có 350.000 thôi nha. Rồi chấm bài đi mọi người ơi, bài đi, chung like cho chung chỉ like xem mỗi phòng một like thôi, chứ không phải là ngày nào chung cũng like hoặc tháng nào chung cũng like đâu, vài ba tháng chung mới like một lần. Nhưng mọi người muốn săn mỹ phẩm gì thì mọi người nói, có cái này có cái kia chung sẽ share cho mọi người xem kẽ, chứ không phải là ngày nào hoặc là tháng nào hoặc là lúc nào chung cũng like. Mọi người thấy 8 năm 9 bữa chung mới like mỹ phẩm cho mọi người một lần đó, chứ không phải là lúc nào chung cũng like nhỏ nhỏ nhạt xíu em ơi, chứ không phải là ngày nào chung cũng like đâu mọi người, hiếm lắm chung mới like. Chai này còn có chai này, chai này còn có chai thôi đó, ai lấy chai này thì chốt giùm em nha, em để cho mọi người trên like 150 luôn. Chai này là nam nữ xài được luôn, cái này là bán tặng mọi người thôi, có chai này. Ai lấy chai này thì ghi giùm em nha, hoặc là mọi người muốn tư vấn cái gì kỹ thì mọi người lấy cho em hoặc comment cho em sẽ tư vấn kỹ, chứ mốt mà chúng cứ like quần áo rồi đòi chúng like mỹ phẩm rồi chúng quảng quá để chúng không có like xem kẽ nhau được. Phải là cứ like có like quần áo mỗi ngày rồi kêu chúng đi like mỹ phẩm rồi chúng không có like được, tại vì like mỹ phẩm là 8 năm 9 thì chúng mới like cho mọi người một lần thôi. Nên là ai muốn săn cái gì về mỹ phẩm thì mọi người nói, chúng sẽ thứ nhất là chúng sẽ tư vấn, thứ hai chúng sẽ cho mọi người coi. Chứ đang like quần áo thì chị ơi like nước hoa đi, chị ơi like phấn, like son đi, hoặc like cái này thì không like đâu nha mọi người nha. Chỉ có vô chốt thì mai like chốt cho thôi, chứ còn mà vô kêu là tư vấn thì là chúng không tư vấn đâu. Tại vì mỹ phẩm với quần áo không bao giờ ai like chung hết mọi người, khó lắm. Nên mọi người nhớ giùm em nha, một ngày săn like là một ngày ấy, mọi người á, họ được xem tất cả mọi thứ, cho nên là ráng mà muốn mua cái gì ở mỹ phẩm thì mọi người hỏi. Chứ bây giờ đang like mỹ phẩm mà chị ơi like quần áo đi cho em coi quần áo lê đi, cho em coi áo nào
thì em còn có chai, còn có chai tặng 100.000 luôn, 245 á. Cái kem nền là cái tông này là tông tự nhiên nhất luôn nha mọi người nhá, tông tự nhiên nhất luôn. Đây là em còn có chai thôi. Ai lấy thì ghi giùm em nhá, comment giúp em là kem nền. Kem nền nha mọi người, share cho mọi người 100.000 này. Nó là cùng hãng với cái mascara luôn á, à là cái gì đây? Cái kẻ mắt. Nó là cùng hãng với cái kẻ mắt luôn. Mọi người chốt ở trên like cho để mọi người có 100 này. Hàng chính hãng luôn nha mọi người, 100.000. Cái này là kem nền á, xài đã lắm. Mà có hình như là hết rồi đúng không? Còn không? Còn hai cái chai đó. Cái này xài đã lắm luôn á. Cái này xài bao phê luôn, có 100.000 à. Cho Khánh Chi chai này. Cái này xài là cái tông tự nhiên nhất luôn. Kem body như em còn có cặp à, hết rồi luôn. Cái này xài luôn mà 2 cặp. Còn 2 cặp à, 350.000 một cặp. Còn 2 cặp à, lấy thì chốt chị ơi. Chứ khách chồng em chốt ra nguyên bóc em cũng chưa hết. Không có phấn chị, cái này kem nền nó là một lớp phủ phấn luôn đó chị ơi. Kem nền xài đã lắm. Có 100.000 mà xài thử kem nền này đi. Em vô đâu em kiếm coi còn chai nào chị để là chai chị xài. Em đang xài kem nền này luôn mà em gần hết mức bá rồi. Nè tông 21 là cái tông là tông ngon. Cầm cái này vô luôn đó hỏi. Cái này là cái tông 21 là cái tông, nó có tông 34 với tông 25 nữa. Mà tông 21 này là tông tự nhiên, còn mấy cái tông kia là dành cho da dạng như là da kiểu mấy tóc tông tây á mọi người, nó kiểu nâu nâu á. Còn cái tông này là tông tự nhiên nhất mà Dung đang xài luôn, nó là một lớp dưỡng và căng bóng da, xài đã lắm mọi người. Nó có độ phủ giống như phấn luôn á, cho mọi người xài nó kháng nước nha. Cái body chị Loan người có lấy thì chốt, còn có 2 cặp hết sạch luôn á, không còn luôn á. Cái body là bây giờ Dung đang kiếm hộp, bây giờ bên công ty hộp nó sản xuất cái hộp đó, cái nhựa của nó ra nó bị ấy luôn mọi người ơi. Nó giống như kiểu là nó là sao ta, nói chung là không còn cái hộp này nữa, cho nên Dung đang kiếm hộp khác á. Bây giờ đang ngưng kem rất là lâu luôn, bây giờ Dung đang đau đầu về kem luôn đó mọi người. Còn có cặp à, 350.000 một cặp nhé, ai lấy kem body thì chốt. Đây còn phấn nền nha mọi người nhé, ai lấy phấn nền thì ghi giùm em. Cái này á, ví dụ như bạn nào mà bị mụn á mà xài với cái loại phấn nền mà giống như nó hay bị viêm á thì mọi người xài cái phấn nền này. Cái phấn nền này là một lớp lớp make up cực kỳ mỏng luôn mà nó không có bị từ cái gì nó dính vào mũi lên á, nó sặc mũi luôn á. Cho nên là mọi người xài á, nó sẽ là một lớp make up mỏng mà nó không bị bí da của mọi người. Lớp chân lông nó không bị bí. Mọi người xài để lâu hay là để một ngày nguyên ngày á, má hả? Trời má ơi, thì nó dính trong mũi mà nó nhức. Em mọi người để cái đồ make up cả ngày nó cũng không bị chầy bóng này kia, nói chung là nó không có làm giảm cái độ make up của mình ngay từ lúc đầu cho tới. Mọi người để 24 giờ á, kiểu là nó giữ cái tông rất là lâu luôn. Nói hết rồi em ơi. Còn nhưng mà chị đang kiếm hộp kem thì còn, nhưng mà hộp bên công ty nó đang ngưng cái hộp đó rồi. Đấy, nó không có nguyên liệu để làm cái hộp đó. Còn kem thì Dung sẽ ráng nữa, Dung đang làm hũ mới rồi. Công ty nó đang ra hũ loại mới, kem vẫn như cũ nhưng mà cái hũ nó phải khác. Tại vì cái hũ kia của Dung ra Tết nó bị ấy cái hũ luôn mọi người, nó bị hết cái nhựa của hũ cũ á, nên là phải thay đổi hũ. Vừa đang nhức đầu về hũ lắm, em đang muốn điên đầu về cái hũ kem body đây đó. Ai đấy thì ghi giùm em nha. Còn em muốn chốt để dành thì em còn có 2 cặp á. Còn 2 cặp đúng không? Hết rồi đó mọi người. Kem body là còn đúng 2 cặp duy nhất nữa. Nếu mà đổi đợt khác ra thì nó phải đổi vài 3 tháng. Tại vì bây giờ nó duyệt hũ rất là lâu luôn. Thì ra một hộp kem body phải duyệt hũ lâu lắm mọi người. Chứ không phải là ok đấy là có đâu. Còn kem thì về lúc nào cũng được. Tại vì công ty sản xuất kem này về lúc nào cũng được. Nhưng mà hũ cũng lâu lắm. Đó, bạn nào lấy kem thì chốt nha. Còn đúng 2 cặp cũng danh dự luôn. Còn ở nhà em luôn á, nhưng bạn nào lấy thì chốt của em nha. Đó, chốt thì chốt lẻ, mốt mà hỏi cái kem body là em chịu quá mọi người. Không có hủ không có đâu, không có bán được mọi người. Giờ mà không có lẽ đi giờ đi đóng ký bán cho mọi người thì chết vào hủ chứ em đâu bán kem nhặt kem ký kem phụ đâu. Rồi xe bài giúp em nha. Rồi cái nước khoáng sao mỗi lần like mỹ phẩm mình cũng hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái này em còn có cái này, còn có chai chứ, chai chân cô gái mọi người, chai chân cô gái còn có chai xe mọi người 100.000 thấy không ta? 200 hả? Xài kem chống nắng rồi bà xài rồi là không bỏ được luôn đó mọi người.
không thể nào bỏ được luôn. Cái kem chống nắng nó càng xài càng ghiền luôn á. Càng xài càng ghiền luôn á mọi người. Ai lấy kem chống nắng thì cho có 150.000 thôi. Kem tan mỡ là chỉ đang tiêm còn 150.000 một hộp. Mua hai hộp free ship cho luôn. Mua hai hộp free ship cho luôn. Đưa với cái túi cho. Túi này em còn một cái. Cái này là hàng bị mất hộp á. Xe cho mọi người luôn. Cái này xinh nha. Mãi mãi dễ thương không? Mặc cái đồng này đeo cái túi này. Túi này thì em xe còn có 159 à. Cái này hàng rất là xịn nha mọi người. Kem tan mỡ mọi người xài đi. Bạn nào mà bị bắp tay bắp chân to mọi người xài đi hết sạch luôn. Cái này em còn một cái túi hồng để với chị 180 nha. Còn có cái túi hồng 180. Ai lên túi hồng ghi dùm em là túi hồng nha. Rồi túi xanh. Túi xanh với túi trắng xe 150 luôn. Cái này là mini không bỏ được điện thoại. Con này là bỏ được điện thoại thoải mái. Con này là mini màu trắng. Đó. Cái này thì mọi người nhìn là mọi người biết hàng xịn rồi. Xe còn 150.000 nha. Cái này là màu trắng, cái này màu xanh có mũi màu còn có cái à. Tại lâu lắm em không lấy túi xanh. Cái này là của mấy hàng bom được test đến bây giờ. Nên xe rẻ cho mọi người luôn. Đó, còn một loại chế quay nữa. Ai lấy túi hồng 180. Trắng với lại là xanh thì 150.000 mở những cái dây xích này. Chứ không phải là mấy cái hàng rẻ ngoài đúng nha. Đó, ai lấy thì ghi dùm em. Nè, bỏ lên trên. Rồi cái này lấy đủ màu đi. Cái này có nó mấy cái mà đủ màu thôi. Một kem tan tan mỡ cho Thanh Phương 150.000 là mấy chị rẻ lắm luôn á. Đây, cái này ghi cho em là che ép khơi màu xanh này. Cái này xe cho mấy chị trên line còn 180 luôn. Màu hồng. Ghi chữ em chữ CK là được. Màu hồng. Màu xanh hết hả? Với màu đen cứ đưa chị mở cho. Đây, cho mọi người nhìn hàng này. Đó. Này là hàng hãng luôn mà nó mất hộp á. Nên là xe mở 180. Cái này ghi cho em chữ CK kèm màu hết rồi đó. Có mấy cái này thôi à. Tại em không lấy hàng về. Nên nó có mấy cái em thôi. Đây, những cái mẫu này là những cái mẫu hot. Cái này mọi người ví dụ như mọi người mà không cần đeo dây mọi người cầm như thế này. Mọi người đang cầm cái bóp luôn á. Này bỏ. Đây. Còn dây về mọi người tự bỏ vô nha. Dây của nó trong này. Ai lấy thì ghi dùm em CK có 180.000 màu. Da của nó xịn kinh khủng luôn á. Mọi người thấy xịn không? Xịn rất là xịn luôn. Đó. Ai lấy ghi dùm em là CK hồng xanh với đen có 180 thôi. Đẹp ha. Phát cái này sang ghê luôn á. Đen cho Khánh Chi. Rồi hết luôn. Còn một bao cái à. Cái này em xe xuống rồi. Còn cái này xanh. Dễ thương luôn á mọi người. Rồi mang một cái đồng màu mè cho mọi người đeo. Cái xinh lắm. Xinh ha. Ai lấy thì ghi dùm em nha. Còn hồng với xanh. Xinh lắm mọi người. Xinh không? Đó, mọi người mang cái màu xanh. Màu xanh thì có hoa màu xanh. Siêu xinh luôn. Có 180.000 thôi. Đó, bạn nào lấy thì chốt dùm em nha. Màu mờ âu mau huyền màu. Ai đưa chị cái bình nước cho em. Ủa vậy em nhiều loại lắm mọi người. Cái tạp hóa cao cấp ở đây. Gọi là tạp hóa cao cấp. Cái loại gì cũng có luôn. Không thiếu một loại gì luôn. Em còn một chai tẩy trang này. Tặng với bà Trăm luôn. Chai tẩy trang. Cái này của khách cũng kèm. Thấy lấy hả? Còn chai tẩy trang hàng một tháng luôn. Cái này em đang xài. Xài đã lắm luôn. Tẩy trang xe 100 luôn nha mọi người nhé. Tẩy trang. Này chưa có con. Có chai duy nhất thôi. Và nào trước giờ hỏi tẩy trang thì mọi người. À chết rồi. Sữa rửa mặt nè. Mọi người. Trời ơi. Sữa rửa mặt còn mấy chai bị bom về. Có ít lắm. Sữa rửa mặt mà mọi người hỏi từ trước tới giờ. Thề luôn. Hỏi từ trước tới giờ không có luôn. Mọi người em cũng phải nhìn theo luôn. Ai lấy tẩy trang 100.000. Cái sữa rửa mặt nhân sâm. Cái này thì không cần nói rồi đúng không. Sữa rửa mặt nhân sâm này. Ở giá mọi người có thể đưa cái hộp này ra hỏi mấy cái tiệm xong á. Giá 290.000 một tuyếp. Giá 290.000 một tuyếp. Đây nè, sữa rửa mặt nhân sâm. Cái này là siêu siêu của trắng da luôn. Đây. Và nó kháng nhờn, kháng bụi bẩn. Cái sữa rửa mặt nhân sâm á. Cái này mà tí nữa mà em đăng phây á, chắc là rầm rộ luôn á nè. Cái sữa rửa mặt nhân sâm. Em có được có mấy chục tuyếp ở đây thôi. Bạn nào lấy thì chốt nha. Và cái này là mỗi lần về hàng mọi người là từ tháng 11 trước cho tới bây giờ mới có lại á. Cái sữa rửa mặt
trong này là nó bằng từ củ sâm ra, cho nên là nó sẽ là một cái bã nhờn của củ sâm, bã nhờn nhờn và có cái hạt mát xa. Mọi người xài lên cái da mặt của mọi người nó sẽ có hạt mát xa nhẹ 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 cho mọi người, thì khi cái hạt mát xa nó mọi người cọ sát lên da nó sẽ đẩy cái sữa rửa mặt, đẩy cái bã nhờn của mình ra. Thì khi mọi người xài cái sữa rửa mặt này á, xài xong rồi mọi người sẽ cảm nhận được cái da của mọi người xài đã lắm. Nói chung là mọi người xài đi, một tiếp thì mọi người mua một tiếp thì cũng để mọi người 130, còn hai tiếp thì cũng để cho mọi người giá là 200.000 luôn. Mua hai tiếp nó lời tiền thôi mọi người, mua hai tiếp để dành xài đi chứ họ không có về đâu mọi người, từ tháng 11 cho tới bây giờ luôn á. Kem nền cho heo bung đi, sữa rửa mặt cho hủ trần khánh chi 2, mọi người không về đâu, hiếm lắm mọi người biết, từ tháng 11 tới bây giờ á. Không có để like cho mọi người mà cũng có ít à, chứ không có nhiều mọi người, có ít lắm luôn á, nên là lâu lâu mới có thôi chứ không phải là ngày nào Dung cũng có để like. Tí nữa mà Dung đăng lên là mọi người cô vô coi cái comment của khách này. Tại bữa giờ hôm qua khách hỏi rất là nhiều luôn, mà hôm nay xe mới đưa về cho Dung được có một nãy mà một thùng hả, một thùng có mấy chục chai à mấy chị ơi, không có luôn á, săn nhiều nơi lắm mới có mọi người, đi tám phương chín hướng mới có được có thùng à, thùng được như là 36 chai sao, là Dung đã cất mất 5 chai để dành xài luôn. Tại vì cái này xài á mọi người, xài á nó cái da mặt của mình á nó hấp thụ kem rất là nhanh luôn, mà mọi người xài cái hạt mát xa nó lên da mặt của mình á, nó rất là đẹp luôn. Có nữa heo bung ria kem đẹp đó, nên là nhiều bạn hay hỏi sữa rửa mặt của Dung mà không có, hôm qua 4-5 người hỏi luôn á, cứ chốt kèm sữa rửa mặt mà không có sữa rửa mặt luôn mọi người. Nên là bạn nào mua hai tiếp á Dung sẽ để cho 200.000 luôn, còn một tiếp là 130, hai tiếng nó lời hơn cái mình để dành thì mà mình xài. Cái này là củ sâm luôn á, chứ nó không có tạp chất hay là hóa chất gì hết, nó là củ sâm luôn á mọi người đó. Bạn nào lấy thì chốt giùm em ai cái bình nước thần thánh của nhà em, bình nước này là gọi là bình nước có kèm như đang nhiệt độ cho mọi người luôn. Em nhìn cái bình nước xịn không đó, cái bình nước cho mọi người, bình giữ nhiệt, bình giữ nhiệt hãng chuẩn của Bulgari luôn. Vợ của gì ra, vợ của chú gì ra, công ngân 98 á, bà ngân 98 nói con nó chạy ghê, bà ngân 98 đang bán là 399.000, 98 chỉ hơn 299.000 một chai này. Em tặng mọi người 199.000 luôn, em bán là 245 á, em tặng mọi người 199. Tại vì cái bình giữ nhiệt này là nó có thấy em, nó có cái nhiệt độ của mọi người trên này luôn, em thấy không, mọi người đổ nước vô đây nó sẽ báo nhiệt độ cho mọi người đó. 199.000 luôn, và ngân 98 mọi người vô hỏi đi, đang bán là 2 399 là 400.000 á, em bán có 245 thôi đây nha mọi người nhé. Em để cho mọi người trên like còn 199, đẹp lắm luôn á, có giấy tờ đàng hoàng luôn chứ không phải là hàng tàu lao cho mọi người nha. Cái này mà mọi người đi đâu mang rất là sang luôn, uống nhìn nó cũng sang nữa, mình phải xài hãng hết mọi người thì nó mới sang được. Ai lấy thì ghi giùm em là bình giữ nhiệt nha mọi người nhá, bình giữ nhiệt. Ai mọi người nhìn thấy xịn sò không, hơ mẹt này, ai lấy thì ghi giùm em nhá, bình giữ nhiệt đưa chị cái nắp này, có túi hãng của nó luôn đó, cái này hàng hãng luôn nha mọi người nhá, mặc có giá cho mọi người trên like là còn có 200.000. Cái này đưa đi, ví dụ mình đi học hay là mình đi làm, mình đưa ra uống nhìn nó sang lắm mọi người, nhìn bao sang chảnh luôn á. Bạn nào lấy thì chốt giùm em nhá, bình giữ nhiệt. Và muốn like cái gì nữa này mọi người, like tiếp cho nhá. Ai muốn like cái gì à, mọi người muốn like cái gì nữa, like cho con muốn like nước hoa nữa không, mọi người muốn like cái gì nói đi, nhưng like cho tí xíu nữa để Dung ọp để sức tối con xả quần áo vậy chứ, con sức con xả quần áo luôn á.
xài là ví dụ đi biển hay là mọi người những bạn nào bị lột da mọi người xài nó sẽ không có bị làm cho da mình bị nám, tại vì cái độ chống nắng rất là cao và nó có dưỡng ẩm nữa đó. Cho bạn nào là xài thì chốt nha. Rồi combo một bạn nào lấy nữa không? Combo một là chốt ở trên like là 400.000 và phí ship cho mấy bạn luôn đi ha. Ai lấy combo một chốt ở trên like giùm em 400.000 và được phí ship. Bạn nào lấy combo một nữa thì chốt và lấy cần tư vấn gì nữa không? Tư vấn gì nữa thì em tư vấn cho không offline. Có ai lấy mặt nạ nữa không? Hay là còn ai tư vấn mặt nạ gì nữa không? Mặt nạ kem kéo gì em tư vấn cho. Còn nữa không còn lấy sức tối nay quần áo. Em chán nản về quần áo đêm, chán like quần áo. Không muốn like quần áo tí nào luôn, thề luôn. Tôi hết rồi đấy em. Hãy vô không được cái nào luôn đó hả? Chịu rồi đó. Chịu có bán cái sách truyền đâu. Chịu có mã nào mà bổ. Đây này đưa hai hộp kem body lên bổ lúc kể. Không câu sao rồi đưa hả? Bổ lúc kể cái kem body này. Em thường hỏi của mình. Nếu hồn của con thì chắc có người tốt. Tại vì mọi người biết sao không? Quần áo dạo này á, nó ế lắm. Cái thứ nhất là người ta bây giờ người ta sắm tết hết rồi. Bây giờ lai quần áo cũng quải lắm mọi người.
sẻ giùm em này, cái bàn này nhiều quần jean dữ vậy. Ủa cái đơn của Oanh á, Oanh cánh Huế á, biết rồi, nhưng mà đơn đó hình như là không có ai nha luôn, đang có đơn cũng hoàn về luôn á. Chia sẻ giúp Dung với.
Rồi cái này ghi giùm em nhá, mã này set cô gái tặng luôn. Ghi giùm em là cô gái 50.000. Trời ơi. Cô gái 50. Cô gái vàng trong làng rửa chén. Quần này hai bà này chốt hai cái là đều size L hết. Rồi quần L. Hôm nay xả nhiều lắm mấy chị. Đa số hôm nay là chúng xả cho nó sạch kho. Để gần Tết rồi người ta về hàng, người ta toàn may hàng cũ. Mọi người biết là năm nay đóng biên rất là sớm. Bây giờ là biên là không còn vải để về nữa. Cho nên tất cả biên bây giờ nó còn không còn để mở, không còn mở nữa mấy bà. Nên thành thử ra là bây giờ biên tất cả các chỗ đều không có vải về. Năm nay người ta may lại vải cũ, em không có bán mấy chị ơi. Em chỉ xả tè từ đây tới Tết cho mấy chị. Ai săn được hàng rẻ hoặc mua để dành thì mọi người mua thôi. Chứ năm nay đâu có hàng mới đâu. Năm nay nó lấy toàn vải cũ của năm ngoái may lại không mà. Đó. Nên là hên xui là mấy chị á, đợt mấy chị may mặc quần jean là rẻ đó nha. Bây giờ chúng nói quần jean của mấy chị mà giờ chúng về cái dạng quần jean này nè, là chúng phải bán 200 mấy thì chúng mới có lời được 20.000 đó. Rồi gần Tết quần jean nó lên đó, bình thường chúng lấy cái quần này chỉ có 155 hoặc là 155 hoặc là 140 mấy thôi là cao rồi đúng không, là cao rồi. Năm nay cái quần này bây giờ nó lên tới 25.000 một quần, có nghĩa là sát Tết bây giờ này. Quần này lên lấy tới 180 mấy nghìn lần rồi má ơi, rồi ai bán, rồi ai mua. Tại vì khách đã mua cái giá đó trung bình, em biết là mấy chị giá nào em bán cũng ấy, nhưng bán mấy chị cũng mua hết. Nhưng mà thật sự ra luôn là em không thể ra hàng cái kiểu đó được, nó mắc quá. Nên là thành thử ra là bà nào mà mua quần jean từ trước tới giờ là hơi bị rẻ luôn á. Bây giờ cũng đâu lấy quần jean nó đâu, mắc lắm. Tại biên nó kẹt á. Ồ nó lên giá kinh khủng luôn. Rồi set cô gái, set cô gái cho Trần Thị Huyền Trang. Rồi quần này L, quần này L ghi cho em là mã tặng cho mấy chị nha, 99.000 luôn, size L. Đây là tặng trong bom cho mấy chị 99.000. Cho nên là ráng tương tác chia sẻ giúp Dung nha. Ráng tương tác chia sẻ giúp Dung, ráng tương tác chia sẻ giúp em bọn em. Rồi bà nào muốn mua quần jean bữa giờ của Dung được là mừng đó. Thực sự đó mấy chị, giờ để ý đi, quần jean mấy chị mua những cái chỗ like khác người ta toàn bán 190 mấy không, có cái giá đó đâu mấy chị. Rồi cái này cũng size L luôn, 99.000 luôn bà. Mua hai màu hai cái, em tặng mấy chị 99.000 chứ không có giá 99.000 đâu. 99.000 kể cả quần ngố em cũng chưa lấy được giá 99.000 luôn đó mọi người. Quần ngố bây giờ lấy là 115, hôm bữa là lấy được 110, giờ lên 5.000, quần trái lên 20.000, kinh khủng không. Trước lấy có 145 đến 155 là cao nhất, bán với chị 165, 108 đó, với lại là 165. Mà má ơi bây giờ nó vọt một phát lên 180 mấy. Ôi em lại luôn, em nghỉ bán quần jean rồi đó mọi người, cao quá. Rồi ghi cho em nha, ghi cho em là mã đậm đi, đậm L. Nam mặc được không? Cũng là trời. Rồi ghi cho em nha, nếu muốn mặc thì mặc được, nhưng mà sợ nó lòi con cờ ra thôi. Rồi ghi giùm em nha. Còn mấy chị mặc là mấy anh mấy chị muốn mặc là cứ mặc được. Rồi jean 99.000 cho bà bụng. Rồi còn một cái ghi cho em là đậm L nhá, đậm L giùm em. Năm nay cái gì cũng mắc hết mấy chị, thiệt á, thịt cá nó còn lên mà, chứ đừng có nói. Đấy, năm nay là năm cuối cùng để người ta bán Tết. Mấy chị biết sao không? Năm cuối cùng để người ta bán Tết. À lộn, mấy ngày cuối cùng để người ta bán Tết. Thành thử ra là mấy chị á, rồi má ơi áo này. Chia sẻ giùm em nha. Hôm nay là em xả tới nóc luôn á. Rồi ghi giùm em nè. Em có cái quần kìa, em có cái quần đó. Rồi ghi giùm em, ghi cho em là đậm L nha. Đậm L. Rồi, đậm L cho Dung Liti. Nên năm nay mà nào mà bom của em là thiệt á, không đi đâu mua rẻ luôn á. Rồi áo này em bán tặng với chị luôn. 69.000. Cái này là bán tặng nha, có mấy cái thôi. 69.000. Cái này ai mà mua của em đợt đầu rồi biết cái áo này là mắc hơn những cái áo khác. Nè. Có màu hồng luôn. Trời ơi, màu hồng, màu trắng, màu cam, màu đen với màu nâu, màu xanh. Cái này là hàng của Tao Bao luôn đó mọi người. Cái này không phải hàng Quảng Châu đâu mà hàng Tao Bao luôn. Má áo 69.000 đậm L, chị bấm chưa? Bấm rồi. Còn kem chống nắng không chỉ còn nha Hồng Nguyễn ơi. Nè. Trời ơi, màu xanh cổ vịt nè, mấy chị thấy hàng Tao Bao bữa giờ chúng bán, hàng Quảng Châu nó không có màu này. Hàng Tao Bao nó có màu này cho mấy chị này, thấy không? Tiền nào của đó mấy chị, mà em tặng mấy chị 69 có mấy cái à? Cái này em chưa lời được tiền phí luôn á. Tại có được 10 cái thôi bán tặng thôi nha. Ráng giùm em đi, comment cho em này, màu cam này đẹp không? Với màu đen. Có 10 cái thôi mấy chị, ai lấy thì ghi giùm em nha. Xanh đi mấy chị ơi chứ không có hàng đâu. Nè mấy chị thấy đỉnh không? Nè.
áo này. Rồi cái màu áo xỉu luôn, rồi comment giúp em nha. Màu, cái này là màu trắng, đẹp không? Cái này mà mới vào về phố với mấy cái quần jean á. Rồi xỉu luôn á. Nè, xỉn chưa? Rồi màu trắng giùm em, comment thêm màu nha. Rồi màu hồng, màu đen. Rồi cái này là màu cam. Cái này ghi cho em là màu nâu và màu xanh. Chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ giúp em đi mấy chị đẹp ơi. Không có số điện thoại địa chỉ em không có chốt được. Cái này ghi cho em là màu xanh nha. Xanh giùm em là được nhá. Comment cho em cái màu. Nguyễn Trang cho em xin cái màu đi chị ơi. Hết quần rồi mấy chị ơi. Cho em xin cái màu hồng cho ánh ánh Alice vậy á. Ánh Alice. Quần em hết rồi. Thì mấy bà bạn chốt mỗi cái mã xong em biết được. Xanh 69 cho Quỳnh Như. Trắng cho Thị Mai. Trắng và xanh cho Hồng Thắm. Thêm trắng cho ánh Alice. Xanh cho bà Bụng. Trắng cho Nguyễn Trang. Nâu cho Du Trần. Tả Tú Yên. Mọi người ơi, ở đây gần cả 20 người không lên địa chỉ luôn, em không thể nào bấm được nha. Cho em thêm cái địa chỉ nữa. Tạ Tú Uyên nè, rồi Thu Thủy nè, rồi Sợp Binh Đài gì toàn tên khó đọc không mấy bà ơi. Đen cho Băng Băng. Không có lên địa chỉ không có bấm được. Chốt hàng lên cho em số điện thoại địa chỉ. Trắng cho Thi Nguyễn. Rồi hết trắng luôn. Rồi còn mấy cái thôi, ai lấy thì ghi giùm em nhá. Em không thấy ai lấy màu nâu, thề với lòng luôn. Xanh cam nâu trắng đen cho chị Thanh Hiền. Mặt trời tím màu bưng kè hả em? Áo đen cho mặt trời tím. Hết trắng nha. Thu Thủy lên địa chỉ. Thêm trắng cho ảnh Nha Si rồi. Ảnh Nha Si không có trắng hả? Nâu xanh cho Spin Đài nè. Rồi hết xanh luôn. Rồi còn một nâu, một cam, một đen với một hồng là hết luôn. Có phong rộng không Dung? Không chị yêu ơi. Rồi ghi giùm em nha. Mát cái áo này đẹp. Có cái màu đỏ duy nhất này. Ai lấy đỏ thì ghi đỏ hết rồi mấy chị ơi. Mấy bà không có địa chỉ tôi khỏi đọc đi ha. Ai mà lên địa chỉ thì Dung chốt. Còn ai không thì lên thôi. Đây đây. Xả quần này cho mấy chị luôn. Quần này nó sót có mấy cái này. Quần này là hot girl đang bán. Kể cả nha. Kể cả những bạn nào mà hotline á. Hot bán like đang bán cái quần này 190.000. Mấy chị phải thừa nhận cho em không? Đỏ chị Đào rồi hết. Có rồi á. Có thêm trắng nhanh đây này. Kể cả bà nào mà đang bán like á. Cái quần này là đợt em nói với chị em săn á. Rất là cực luôn. Săn rất là cực luôn. Mà đợt đó là em bán cho mấy chị có 195.000 thôi. Bây giờ em xả cho mấy chị luôn. Em xả tặng mấy bà luôn 159.000 luôn. Nè. Em thề cái quần không thể nào đẹp hơn được luôn á. Nè. 159 em không bán lời với chị một cái quần này. 195 em lời chỉ có đúng 15.000 thôi. Quần này á, kể cả ai bán like hot lắm luôn nhá, người ta cũng bán 200 mấy. Thật sự luôn, quần này rất rất là xịn luôn mọi người nè. Ê mấy chị coi hàng hot girl phải đúng hàng hot girl giùm em không? Đó. Rồi SML 169. Em còn có mấy cái là dư ra có mấy cái thôi. SM và L giùm em. Lưu ý nha, chốt nhanh thì có sai. Tại vì cái này em còn đúng mấy cái. Má ơi quần suông. Má ơi mặc với cái áo gì cũng đẹp ấy. Cái này mà mấy bà, má đẹp. Để gần màn hình em xem đi. Đây nè, thấy không? Thấy cái chất vải của nó không? Em thề là không ai bán quần này với giá 300.000 á. Nè, thấy xịn sò không? Không ai dám bán luôn, bán 159 cho sóc chơi vậy đó mọi người. Nhưng mà ai comment nhanh thì có SM nhá. Tại L em còn 4 cái, nhưng mà SM còn mấy cái thôi. Đây nè, form này là form quần suông. Trời ơi, đi với giày thể thao mặc tết là phê luôn. Có mấy cái thôi. Rồi bấm em ơi, xếp size chưa? Hết đỏ rồi. Quần S cho Lê Thị Hoàng Yến, S cho Bùi Thị Lệ Kiều. Thảo Mít cho chị cái size đi. S cho Quyên Hoàng, S cho Mon Nguyễn. M cho Quế Trân. Quế Trân lên thêm địa chỉ nha. Hoài Thanh là size S. Thêm địa chỉ. Nhìn S được mấy cái hả? Nè. Có vẻ hả? Hết S, hết S. L cho Thảo Mít. Áo hồng cho quanh Tuyền. Hết S, hết S. Thảo Mít có rồi. L cho Hương Võ. Còn ML nha. Còn ML. Còn ML thôi. 48kg size M cho Du Trần. M cho Trần Thị Mai. Đừng mấy chị ơi comment nhẹ nhanh quá. Có được quần jean được. Không em ơi, không em ơi. Quanh Tuyền có rồi. Rồi em còn ML. Chắc 20 bạn chốt size S không có luôn á. Chốt size S không có rồi, đưa qua đợt cái chị đi.
Em mời cho Thanh Liễu. Ok chị Quế Trân nhá, 54kg size M. Rồi qua đồng SML này. Ok chị Hoài Thanh thấy địa chỉ 54kg là size M. Đây đây, đồng. Ai không lấy được nhạc thì lấy đồng cho em không đủ nhá. Tại em sale có em sale lỗ tới 25.000 một quần lận, cho nên là mấy chị vui lòng giúp em không đủ nha. Đây. Đó, em bán tặng mấy chị thôi chứ em đâu có còn về quần riêng nữa đâu mấy chị. Ở trong này có được bao nhiêu ký ghi cho em là đồng SML. Ghi cho em đồng nha. Ai lấy đồng là phải ghi đồng nhé nha mọi người nhá. Còn nhà em còn ML 2-3 cái nữa là hết luôn. Ghi cho em đồng còn đủ size. Comment giúp em là đồng kèm size SML và khách mới cho em số điện thoại địa chỉ nha. S cho chị Yvonne Lip đồng. S đồng cho Trần Ngân. Quần đồng size S cho Nhàn. Cho Nhàn Nhàn á. Thúy Đặng cho em thêm cái địa chỉ đồng size S cho Thúy Đặng. Trần Ngân Thúy Đặng lên địa chỉ nha. Đồng size M cho Trang Phun. Thúy Đặng lên thêm địa chỉ. L mấy ký vừa L65. L65 mặc M thôi Trần ơi. M thôi. Trang Phun ra chưa? 159 đập size S cho chị Bùi Thị Lệ Kiều. L74 mặc size M. Hết F luôn hả? Đập L cho bà Bụt. Rồi em còn mỗi ML. Hết đập size S luôn hả? Rồi em còn mỗi ML 2 màu nhá. Đập với nhạt ML. Nhạt đâu? Đập với nhạt em còn mỗi ML thôi. Hết rồi. Đều còn ML hết nha. Dạ em không bán quần nam. Tuyền trai lên xuống lại địa chỉ. Đập nhạt SML dùm em. Đập nhạc SML. Đập M Hà Trang. Hà Trang lên thêm địa chỉ nè. Trần Ngân địa chỉ nè. Ok chị Trần Ngân. Ok chị Thúy Đặng nhá. Cảm ơn. Ok chị Thúy Đặng. Em nhận được rồi. L cho chị Đào. Chị Đào lấy màu gì á? Quất hai màu đi Đào. L69 là size. Tùy em ơi. Tại vì nhiều khi bụng dưới của em nữa. Nói chung là cái này nó không đẹp lắm. Đừng có lấy cái gì á. Đập L cho Tramana. Đồng M cho Trình Thái. Trình Thái lên địa chỉ. Phạm Diễm đồng M. Phạm Diễm với chị Trinh Thái lên cho em thêm cái địa chỉ nha. Không có đổi giúp em 59kg size L. Không đổi giúp em. Hết size S rồi. Vui lòng không đổi giúp em nha. Rồi ghi giùm em kèm size. Rồi em bán xe. Hôm nay còn mấy cái quần á, em sale cho mấy chị luôn. Chứ thật sự ra là em không còn về quần nha. Có set nha. Em còn ML. Em còn ML cho mấy chị nha. Em còn ML. Chị Tuyền Trai lấy size gì á? Chị Tuyền Trai là lấy cái gì á? Chị Tuyền Trai ơi. Tuyền Trai là đậm M. Mai mới gọi chốt đơn mấy chị. Rồi em sale ngày hôm nay. Nguyên cả ngày hôm nay em sẽ sale cho toàn bộ cho mấy chị xong rồi á. Mai sẽ là ngày chốt đơn nha. Có lên xét. Rồi ai lấy? Ok chị Trịnh Thái. Em thấy địa chỉ luôn đây này. Cảm ơn chị nha. Thêm đậm L chị. Chị Đào nãy có đậm gì rồi? Là hai màu ấy. Coi chị Đào đậm Đào ấy. Ghi cho em nha, em còn ML. Ok chị Phạm Diễm, em cảm ơn nha. L khoảng nè, em đọc lại nhá. S là từ 47, 48 chứ cũng mặc được size S. Cái này tại vì nó co giãn. Còn mà từ muốn mặc size M từ 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 là mặc được size M. Từ 54 cho tới 60kg là mặc được L giúp em nhá. 60kg quần này là 60kg tại vì quần này co giãn rất là tốt. Đậm M chị Liên Hoàng. Hết S rồi mấy chị ơi, rồi hết đậm M, rồi một chị gái L đi. Em hết S tất cả các màu. Rồi đậm em còn một cái L duy nhất. Có ít à nè, quần này 300 mấy một quần đó. Mấy chị mua nhà em là hơi bị rẻ. Mong 100 L nha. Nhà L chị Hồ Thiên Ân. Áo dung mặc còn mấy cái, áo dung mặc là hàng siêu cấp của mọi người nè. Áo dung mặc là hàng 400 mấy lần đó. Áo dung mặc để tí nữa dung xả cho đợi xíu. Rồi cái này ghi giùm em nha. 2L hả? 2L là nhạt á, ý nói là của chị Hồ Thiên Ân là lấy cái gì á? Lấy mới đậm L thôi, lấy nhạt L hay sao vậy? Đậm L cho dâu tây. Em đưa cho chị đậm L mà. Rồi hết luôn nha. Rồi còn một cái nhạt thôi mấy chị ơi. Còn mỗi nhạt thôi. Đậm là hết toàn bộ size hả? Đúng một cái này luôn. Tôi còn một cái nhạt luôn. Còn một cái nhạt L luôn. Áo chứ còn có mấy cái thôi. Áo cho chị mượn cái áo này hàng hãng với mấy chị. Áo này chú sẽ bán tặng luôn. Áo này chú bán tặng với chị 145.000 luôn. Hết rồi mấy chị ơi. Áo này hàng hãng giúp em nha. Không phải hàng giá rẻ nha. Hàng mắc á. Nè áo này mọi người coi ở trong này. Đây ống tay này.
đó, thêu trong rất là xịn sò như thế này. Áo này là mọi người mặc nó sẽ săn lên như thế này nha mọi người. Hàng này hàng mắc, Dung nói trước nha, chứ không phải hàng rẻ đâu mà nha mọi người nhá. Hàng mắc nè mọi người thấy không? Hàng mắc thêu 106. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Đây, mọi người nhìn thấy hàng giúp em không? Có mấy cái thôi, có được tầm 10 cái, chưa được nữa, 7 cái thôi. Ai lấy áo thì ghi giùm em nhá, lên set có, không có sai. Áo đang mặc thì chị Tuyền Trai, chị Lê Kiều, chị Hà My. Hà My cho em xin thêm cái địa chỉ nha chị Hà My ơi. Có... chị Hồ Thiên Anh có một cái đậm size L thôi, em hết mất tiêu rồi. Di Hân bom hàng, cộng giúp Dung đi nàng ơi. Còn quần nào nữa đưa ra sale cho khách? À còn một nhạt size L cho chị Hồ Thiên Ân nè. Còn một nhạt nha, bấm cho chị Hồ Thiên Ân á, đưa cho chị em ơi. Quần đậm á. Này còn quần đấy này em sale cho luôn, sale tới nóc luôn. Áo đang mặc cho Hương Võ. Ok chị Hà My em cảm ơn nha. Áo Linh 145, chứ không phải là 45.000 đâu người yêu ơi. Quần đi lúc nãy Dung hết, Phạm My lên lại cho Dung nha. Sót Thi lên địa chỉ, áo đang mặc cho Lan. Đây quần này, quần này là chuẩn bị tinh thần nha. Em xem một phát một là comment lẻ, chứ không lại không có đủ size như cái kia đâu nha mấy bà nha. Quần này là không có thể nào mà kiếm lại cho mọi người được đâu, nên là chuẩn bị sẵn sàng. Quần không đai, quần này em dám cam kết cho mọi người luôn. Có áo phông chứ chị, em dám cam kết cho mấy chị luôn, đố mấy chị mua được quần này với 280 thật sự luôn á. Em đưa cho chị màu nhạt, còn có được size S được còn nó bốn cái thôi, còn lại là M, L là mỗi màu được có 3 cái thôi mấy chị. M, L quần này là hết nhanh. Quần em nói trước nha, nghe số size dùm em này, nghe số size này. S em xem một cái là comment lẻ nha. Quần đi lúc này là giá xem 160.000 đó chị, 195 mà xem 160. Quần này là dưới 48kg mặc size S. Dưới 48kg mặc size S nha. Dưới 54kg mặc size M và dưới 60kg mặc L. Quần không đai form rộng. Má ơi nè, cái quần không đai em đố mấy chị đi kiếm. Bây giờ em đố mấy chị kiếm được luôn á, chứ đừng có nói là giá sale có ít lắm. Hôm bữa em đã bán cho mấy chị rồi đúng không? Em đã bán quần không đai này rồi, bây giờ em sẽ bán tặng mấy chị luôn nhá. Hôm nay em sẽ bán tặng mấy chị tại vì có ít lắm luôn đó mọi người. 179.000 đây, hàng giùm em này. Trời ơi, thề luôn á, quần này là đúng đỉnh luôn mọi người. Quần này mấy chị giờ đi kiếm ở bất kỳ đâu cũng phải, còn áo nha, đổi xíu. Đi kiếm bất kỳ đâu cũng vậy thôi. Đố mấy chị kiếm được dưới 220, 230, kể cả người bán like cũng vậy. Tại vì quần này của nhà em là hàng VIP nha mọi người nhá, chuẩn của công ty ra luôn, chứ không phải là quần hàng thưởng xưởng tự may lên. Đó, hàng của công ty thì mấy chị biết là hàng công ty nó chỉ nhập thôi, chứ nó không có bán. Hàng rất là xịn sò luôn nha. Ghi cho em là màu đậm với màu nhạt. Áo dung mặc đang xem 140.000. Ai lấy áo jean ghi dùm em. Quần mọi người giúp Dung là kèm size và kèm màu luôn. Em dơ hai màu cho mọi người thích màu nào thì mọi người comment luôn, không lại hết nha mọi người nhá, không bất công đổi trả nữa. Nó ấy nha, nhạt size M cho Thảo Mít. Áo mặc 145 chốt lẻ nha. Từ từ mấy chị ơi. S đậm M, size S đậm cho chị Yvonne Lip, S đậm cho Lê Hoàng Yến. M Thảo Mít có rồi em ơi. Quần M đậm cho Thoải Nga cho em xin thêm cái địa chỉ ạ. Đậm size M cho chị Quế Trân, nhạt L cho chị Tuyết Trần, S đậm cho Thanh Tuyền, quần đậm M cho chị Trần Hà, áo dung mặc cho Trang Quy. Không có xả đồi nha, xả đồi là em xả nguyên đơn á. Không đai đậm size S cho chị Thanh Hiền, quần đậm size S với áo đang mặc chị Trinh Diễm. Lên thêm cho em địa chỉ cho chị Trinh Diễm ơi. Đậm L cho Trần Như Ý, Trần Như Ý lên thêm địa chỉ giùm em. Yến Lê có một đơn hàng nguy hiểm chị ơi, sửa đôi mặt chúng còn. Đậm L cho Ngọc Diễm, đậm size S cho Nguyễn Hằng. Chị Yến Lê đi cọc giúp em này, còn không thì đơn này đừng có để cái chế độ bị gì nữa nha. Quần S nhạt cho chị Yến Lê, hôm qua hủy đơn chứ đi nha, không phải để lại đâu, đơn ơi hôm qua Gia Huy cứ gửi đi. Ok em nhá. Ủa Gia Huy sáng đi đơn chưa? Chưa đi hả? Gọi không nghe máy Gia Huy ơi. Ủa không nghe máy chị đâu dám đi đơn đâu. 180. Phải ngay là xóa phiếu đi em chị.
bấm cái địa chỉ thôi. Rồi ghi giùm em nha, đồng đồng size S cho Thi Thi. Ghi giúp em Dung là đồng với nhà tại Dung lên cái này luôn để mấy chị khỏi phải đổi nha mọi người. Vui lòng không đổi giúp em. Còn đi trước em hết sạch, không còn cái nào hết. Không còn size nào, không còn cái nào luôn. Rồi cái này còn mấy cái thôi, ai lấy thì chốt giùm em là size S, M và L giùm em. Có cực kỳ ít luôn, ráng chốt cho mấy chị. Chứ hở Dung là không có về quần jean bán Tết đâu, mắc lắm mọi người ơi. Thật sự luôn á, mắc quá. Quần jean ít nhất một cái người ta phải lời ít nhất 40-50 nghìn thì người ta mới cân đối lại cái size được. Tại vì hàng tồn mà mấy chị, hàng tồn size, hàng ai bán quần jean mà hàng gì có size người ta cũng phải bán cao hết. Mà Dung bán mấy chị lời có cái quần có 10-15 nghìn mà Dung tồn một mớ luôn, không ai dám mua nó mọi người nha. Quần em màu đậm cho Vivi, cho nên khi Dung đang sale được quần thì mấy chị ráng lấy. Tại quần jean ai cũng cần hết á, em đố mấy chị luôn. Quần jean giống như con gái mình mặc quần xì vậy thôi, nó rất là cần luôn. Thật sự, nó dính luôn đó mọi người. Ai cũng mặc hết á. Trần Thị Mai đậm M, áo jean mặc đang là 145. Hàng này hàng mắc nha mọi người, nhưng mà Dung để cho mọi người 145 luôn. Tại còn có mấy cái á, hết rồi. Nè, cái này là thêu đằng trong như thế này luôn nha mấy chị, 145. Đó, không nha người đẹp. Ai lấy thì áo ghi cho em là áo jean, còn mấy cái thôi. 145, còn ba cái à. Bạn nào lấy quần nữa thì chốt quần, lấy áo thì chốt áo. Còn ba cái áo thôi. Có áo thun phong rộng chứ, có áo thun chứ rồi. Áo này em còn có 4 cái, ai lấy luôn thì chốt luôn. Áo này thì Dung xả mới chỉ có 69 nghìn à. Đó, áo này mấy bà mặc cái quần jean không đai này, đẹp chưa? Xỉu chưa? Mặc cái set này là xỉu ngang luôn. Nhớ chia sẻ luôn giùm em nha. Rồi, cái này ghi cho em là nâu, cam, còn có 4 cái à. Hồng với lại là đen. Đó, Dung hôm qua áo thun phong rộng người đẹp. Đây nha mọi người nhá, ai lấy thì ghi giùm em. Đó, ghi giùm em là áo đen, áo hồng, áo nâu với lại là áo can. Ai lấy thì ghi giùm em nhá, màu giúp em. Áo này còn mấy cái mấy chị coi từ từ mấy chị, đừng có hối em qua mẫu nha. Em ghét nhất trong đời là em cứ đang like mà người khác cứ hối em qua đó, thiệt á, chúa ghét luôn. Rồi ghi giùm em nhá, áo riêng nha Đào Thu Hà. Không coi được thì mọi người out ra, tí nữa mọi người lên lại là vô ra mẫu khác. Chứ đừng có hối em đang like mọi người đừng có hối. Không phải ở đây, không phải có một mình một bạn đang ngồi coi đâu, mà có tới 130 mấy, 140 mấy người đang coi. Nên ai cũng đang muốn nhìn kỹ cái chất hàng đang bán hết. Mình mà vội quá thì mình cứ out ra một tí xíu rồi mình lên lại nó sẽ qua mẫu khác. Chứ đừng ngồi coi hối gì, ôi qua mẫu đi. Em chặn nó, hôm qua chặn 3 người rồi đó. Mà em bán hàng chặn nhưng mà em rất là ghét trong cái vấn đề mà cứ hối người ta qua mẫu. Mà một mẫu em lên đâu có bao nhiêu thời gian đâu, đúng không? Em lên một mẫu chỉ mất tầm 10-15 phút. Xin 10-15 phút để lên một cái mẫu. Mấy chị cứ vội vô cái là ví dụ cái mẫu đó không thích là cứ kêu người ta qua mẫu. Bán hàng như vậy rất là khó chịu luôn, thực sự luôn ấy. Không coi được thì cứ out ra tí nữa mình vô lại đó, nó đã có mẫu khác rồi. Chứ một mẫu em xin có 10-15 phút để nói về mẫu, thời gian nói về mẫu, thời gian quảng cáo về mẫu, thời gian cho mấy chị coi cái chất vải nó đã mất 10 phút bán rồi, thời gian chốt nữa. Một mẫu mình vừa mới vô coi like cứ hối hôm qua em chặn 3 người, nói điêu chết liền luôn á, chặn 3 người khách quen luôn á. Mua hàng mà cứ vô cái, vừa mới đục vô một cái là cứ qua mẫu đi chị. Rồi ghi giùm em là đen nhá. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá, cho tin nhắn để cọc. Chị cứ cọc cho em vô cái bay của em là được, chị mua thẻ hay là chị cọc số tài khoản, chị ghi tên Facebook giúp Dung là được nha. Rồi ai lấy ghi giùm em áo riêng cho Nguyễn Thị Hoàng Linh. Áo Dung mặc có 145 thôi, cái này em xem nhá. Rồi ai lấy áo này được ghi giùm em. Quần trên này thì Dung chơi lại cho mọi người coi cái màu một lần nữa để Dung qua mẫu luôn nha. Cái này ghi giùm em là quần. Quần này là quần không đai mà quần lê nha, không phải quần ôm đâu. Đó, cái quần này là mặc khách dáng cực kỳ đã luôn. Rồi ai lấy thì ghi giùm em. Kèm size giùm em. Đây, kèm size và kèm màu SML giùm em nha. Ai lấy thì ghi giùm em kèm size và kèm màu luôn. Comment giùm em là size với lại là màu. Vừa vô cái đột vô like cái là cứ qua mẫu đi chị, qua mẫu đi chị, bực hết cả người. Qua chặn 3 con rồi đó. Rồi qua mẫu giùm em nha. Tặng mấy chị hai cục bom này luôn đi. Rồi tương tác chị. Giá quần Dung xe có 179 rồi mấy chị ơi nha. Áo Dung mặc em đang để cho mấy chị trên like còn có 145 nghìn. Áo mặc còn có 2 cái thôi, nên ai lấy thì chốt giùm em luôn nha. 145. Còn lên quần không chị? Đợi xíu đi, tí là chị xeo quần cho tiếp. Đây. Rồi xả tiếp này. Còn mấy
mấy còn mấy cục bom thôi, em xả luôn cho nó hết. Áo đó bằng chú xe con 145 mà, cái hàng mắc đó mọi người, hàng theo ở trong á, nên là giá của nó bình thường là giá nhưng bán là 185.000. Áo này mấy chị ra sửa ngoài của Kim Anh Bùi hay là gì đó mọi người mua phải là 300 mấy, không có giá này đâu. Tại cái áo này là áo jean của tất cả những hot girl chung gom về á, nên là chú bán có 185 đã rẻ người ta rất là nhiều rồi, mà giờ chú xả còn có 145.000, quá rẻ luôn. Thêm áo đen 69 cho Hồng Thắm, không có size em yêu ơi. Lấy áo đang mặc cho Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn lên thêm địa chỉ nè. Với lại là bạn gì lúc nãy á, bạn gì lúc nãy ta, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Thị Hoàng Linh á, lên thêm cho Dung cái địa chỉ nha. Rồi mã này dùm em tặng luôn, 40 khoác 40. Mà này toàn lựa được áo khoác đẹp không nhỉ trời, Hoàng Ngân cái quen này. À Dung mặc 145 nha, 145. Trời ơi, áo này tặng với chị 35.000 đi. Cái này là bán tặng nha, 35.000 hồng. Cả chốt 3 cái 3 màu luôn, 3 cái 3 màu đẹp nhất luôn. Trời ơi, trắng đồng giá 35.000 luôn cho mấy chị. Đó, cả lấy coupon mấy chị lấy vía trên lại cho em. Xui quá nè, toàn là khách quen bom không á mấy chị. Bom toàn màu đẹp trắng hồng với cam, em xin cái màu. Ok chị Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn có rồi đó, xóa phiếu đi em ơi. Ô Tiên Nguyễn này là chốt cái gì ta? À, áo hồng. Áo 40 chưa đúng không? Áo 40 cho Nguyễn Thị Bích Thu. Rồi bom trắng cho Nguyễn Thị Thúy. Sạc vậy em? Lấy cái sạc riêng trên kia. Rồi áo này dùm em nha, xét đi, xả xét đi mấy chị. Này, xét này là hàng VIP luôn. Rồi sao tự nhiên nó bị tụt view ta, nãy giờ bị gì vậy? Nãy giờ cái điện thoại nó bị đứng á. Cái nãy giờ để ý cái tin nhắn trên này nó tụt một nửa view luôn. Ông có bị lag không mấy chị? Mai mốt nha, để ý cái điện thoại của chị nha. Tới giờ like lần sạc 100 pin nha. Làm gì làm. Nãy giờ bị lag á chị. Tại vì cái nó nổi cái phần trăm pin lên á, pin yếu mà em không có để ý thì phải, em cứ để ý bên này nè. Chẳng biết bao nhiêu lần rồi, cái điện thoại trước khi vô like là phải đầy pin. Muốn điện thoại nào hết pin thì hết. Coi lại được chưa? Nó bị lag á, tụt nửa người coi luôn mà. Vô lại giùm em nha. Ừ, nó bị lag á, bị đứng ngang rồi cho cái nó hiện cái chữ yếu pin á, em không bấm qua đi á, nó cứ để đó. Rồi cái giùm em nha, set giùm em. Set này set gấu mắt nha mọi người nha. Set gấu này set gấu hàng mắt, em xả luôn nha mọi người. Đâu rồi, đâu rồi? Nói trước một lần cuối thôi đó. Lần sau mà nhớ cái điện thoại trước khi vô like là đầy pin á. Rồi ghi giùm em nha, set giùm em. Ghi cho em là set nha mọi người nha. Set này em sẽ xả cho mọi người luôn. Đây, cái set này là gấu hàng mắc nha mọi người nè. Cái này là mặc Tết là đúng bài luôn, rất là xịn sò luôn nha mọi người nha. Riêng cái set gấu này này cực kỳ xịn luôn, chứ không phải là xịn xịn vừa đâu mọi người. Đây nè mọi người, set gấu giùm em hai màu. Áo Trang Quy có rồi, áo Dung mặc xe có 145 thôi. Rồi chia sẻ lại giúp em thì nó bị đứng máy á. Đứng máy nên bị khách bị lag out ra hết luôn á. Rồi kêu giùm em nhé, vô lại giùm em đi mấy chị ơi. Đây mã này giùm em nha mọi người. Đây xanh với lại là nu giùm em. Cái này em xả cho mọi người trên like là 125.000 luôn. Cái này em còn có mấy cái, cái này là 150.000 lận đó. Em có đọc rồi mà mấy chị, em có đọc tên ai được rồi mà, đọc rất là kỹ rồi mà. Ráng để ý cái khi em đọc nha. Vì họ đọc qua một lần rồi là em vứt vào đống, em không biết của ai là của ai đâu. Thế nên được hỏi lại em cũng chả
anh có cái gì á, có một cái mã không biết là màu gì thôi, coi ba cái đó là của ai, đọc lại cho khách nào. Màu gì đưa đây cho chị đọc. Em đọc lại ba cái mã tặng vừa rồi nhá. Nè, Nguyễn Thúy Hằng là có màu hồng này, Hoài Thanh là có cái màu cam này, và Nguyễn Thị Thanh Thúy là có cái 30.000 màu, 35 chứ 30 đâu, 30. 30 thì xóa phiếu đi. Một áo dung mặc cho Thanh Nga. Xét gấu cho em xin cái màu đi. Gấu nâu cho Lệ Kiều, gấu xanh cho Thanh Tuyền. Nguyễn Thúy lên thêm cho em cái địa chỉ đi chị ơi. Nguyễn Thúy là lấy gấu xanh hay sao vậy? Tả Tú Uyên là lấy gấu màu gì vậy chị ơi? Cho em xin cái màu nè. Lấy màu gì cho em xin cái màu đi mọi người. Rồi em còn xanh với lại là nâu nhá. Ai lấy màu nào thì ghi giùm em màu đó. Áo nhưng mà có 145 thôi. Bạn nào lấy thì chốt. Có 145 thôi. Ai lấy màu nào thì chốt giùm em nhá. Tương tác lại giùm em đi mọi người. Nó bị lát khúc đó. Quanh Tuyền là gói đơn chưa? Gấu xanh. Cho em xin cái màu đi mấy chị ơi, cho em xin cái màu đi, em có dơ màu ghi mỗi chữ gấu em biết đâu biết là gấu nào đâu. Cho em xin cái màu đi. Nguyên là gấu mà xanh. Rồi quần này còn cái này là quần hàng sale á, còn cái nha mấy chị. Đây nha mọi người nhá. Quần này còn cái sẽ tặng luôn mọi người 120, sẽ S luôn nhá, sale tặng mọi người. Riêng dung mặc cho bông tây. Này quần này có cái xe 120 luôn. Đó, quần ôm mà xe 120 luôn đó mọi người. Rồi cái váy dài chị. Rồi ghi dùm em nhá, màu. À quần chứ 120 size S luôn đó mấy chị, tặng luôn mấy chị 120 size S nha mọi người nhá. Ai lấy thì ghi dùm em. Bên phía là gấu xanh. Bạn lát không coi được gì luôn. Ủa vậy là có lát hay không lát rồi mấy chị? Còn lát không? Còn lát không mấy bà ơi? Một màu duy nhất. Còn lát không để em biết nè. Sao mấy bà lâu lâu mấy bà vô kêu là bị lát vậy? Rồi xếp giả cao cấp. Rồi cái này ghi dùm em nha, set giả cao cấp hàng loại 1. Rồi cái này em để mọi người 170 luôn. Giả này giả 300 mấy, 380, 390. Em săn được có đầu được mấy set à. Bạn nào mua thì hỏi chốt lẻ chứ không có đâu nha. Này, hàng này là hàng loại 1 luôn. Nếu mà nhận về hàng loại 2 cứ trả lại cho em. Bạn nào bán rẻ nhất cái giả này hiện tại bây giờ em đố bạn nào mà mua được dưới 280 mà giật giật rồi lát rồi tè le gì trời, người có coi được không? Màu đỏ mặc tết đẹp chưa? Rồi xỉu luôn á. À, cái xe này đúng đẹp luôn mọi người, mà có mấy xe phải có coi được không mấy chị? Quạo trong người ghê luôn á. Đổi cái ổ cắm nó qua cái ổ cắm này đi. Lồng kìa, lồng nó không được đâu. Quay cái ấy lại. Quay cái chiều của cái cắm lại. Không ai coi được luôn hả? Giờ sao? À, do cái điện thoại nó hết pin. Nó cứ giờ cắm sạc vô nó cứ bị giật giật đó. Yếu pin quá, giờ cắm vô nó cứ bị giật đó mọi người.
nhớ đi nha. Được chưa mấy chị? Em lười tắt lên lại lắm, tắt lên lại nó kiểu bị hãm sao á. Em tắt đi lên lại rất là nhiều lần rồi mà lúc nào nó cũng bị hết á mọi người. Tắt lên lại nó bực lắm. Em cũng muốn tắt đi lên lại nhưng mà tắt lên lại kiểu sao mọi người? Cái like thứ hai toàn là like sao á. Em không muốn tắt đi lên lại á. Mọi người coi được chưa, báo Dung Dung cái. Tắt đi lên lại cứ hãm sao á. Bởi vậy đang mệt dễ quạo lắm người đó. Coi được rồi đúng không? Áo đi đeo mặc 145 á. Hết cả người. Rồi ghi giùm em nha, xét giùm em nha. Rồi xét giùm em, xét giả cao cấp á. Này mọi người nhìn cái chất giả giùm em này. Đó, em bán cho mọi người hàng nào thì em nói hàng đó để khi mấy chị mặc về, khi mấy chị nhận hàng á là biết em không phải nói điêu. Nè, cái chất giả này là hàng loại 1 luôn giùm em nha. Kể cả cái chân váy này mọi người mặc riêng cũng rất là xịn sò luôn. Chân váy này mọi người mặc riêng cũng rất là xịn, dây kéo một bên hông nha. Chân váy nó là giống như vải nhung của mọi người. 180.000 giùm em nha. Nguyên cả một set giả hàng Nhật như thế này. Thật sự luôn, rất là xịn sò luôn. Đây, ai lấy thì ghi giùm em nha. Nó đứng hoài luôn hả? Rồi cái này ghi cho em là giả nâu này mọi người, giả nâu. Cái này ghi cho em là giả nâu nhá. Giả nâu này mọi người. Tí cái nút nó cũng rất là xịn luôn, giả nâu. Rồi cái này ghi cho em là giả đen. Giả đen giùm em. Ở đây nó phối da cho mấy chị luôn, rất là xịn luôn. Rồi giả đen giùm em nhá. Tết là mấy chị chỉ mặc mấy cái set này là xịn sang xịn mịn thôi. Chứ còn mà mặc ví dụ như mặc đầm hoặc là mặc bình thường thì em không nói. Mà Tết mùng 1, mùng 2 mọi người đi chúc Tết mọi người mặc mấy cái set này nó rất là sang luôn. Rồi cái này ghi cho em là giả đen. Rồi cái này ghi cho em là giả đỏ. Giả đỏ em có set duy nhất thôi. Đó, bạn nào lấy thì ghi giùm em. Áo Dung mặc là 145 nha mọi người nhá. Áo Dung mặc là 145. Đây mọi người thấy xịn sò không? Comment giúp em là set giả kèm màu nha. Mọi người muốn Dung mặc thì Dung mặc cho con. Ráng tương tác lại giùm em đi. Em mà tắt thì em tắt luôn đó mọi người. Tại em đang mệt đó. Đang bị sốt luôn á. Giả nâu cho Lan Nguyễn. Mẹ có bài gì comment giả lấy màu gì vậy bà ơi? Bà Thanh gì á? Lấy màu gì á? Hoài Thanh lấy màu gì comment lại giúp em đi. Giả đỏ cho Hoài Thanh này. Áo Dung mặc cho xí muội có váy body nhá. À, không có size. Tại đằng sau nó có bơ chung nó mấy bà cũng mặc đúng không? Tôi mặc cho tại vì... Ai đang mệt đó rồi, đang bị sốt lắm luôn đó mấy bà ơi. Tắt nữa đem tắt luôn đó mọi người. Đáng lẽ là hôm nay em có like đủ luôn, kéo cái rèm lại. Không có sai nhưng mà bà tầm khoảng chừng 58-60kg bà cũng mặc được. Tại vì biết sao không, cái này đằng sau nó có bo chun đấy. Tôi mặc cho mấy bà coi cái phong quần thôi đấy, bà mê luôn á. Chứ đừng nói tới cái phong áo. Phong áo mặc lên là định hình luôn rồi. Để đợi xíu đi tôi mặc lên cho mấy bà coi. Còn có 6 set thôi đó. Đợi xíu đi mấy chị ơi. Sao mà em like mấy chị cứ hối vậy nhờ. Người thì hối mẫu này, người thì hối mẫu kia. Đợi từ từ đi, em đang lên cái mẫu giả mà. Mình coi thì mình từ từ đi mọi người. Sao cái like này mà mọi người cứ dục hết qua mẫu đi. Dục đòi cái này lên cái kia vậy. Cô coi giùm em đi, bẩn quá thì đi ra xong rồi ấy, hở vô lại là thấy qua mẫu rồi. Người thì đòi thử, người thì đòi coi form, người thì này kia mà bắt em qua mẫu như trong chóng rồi sao em qua. Thiệt tình luôn á. Muốn qua mẫu rồi về like á. Nghe đứng dậy gài đi. Đây nữa nè.
màu em mọi người cũng thấy rồi đó, nó sành ra luôn rồi đó. Nếu mà giật quá thì thử thoát ra lên lại giúp Dung cái nha. Tại vì em bầu em không dám kéo lên hết, nó bị niềm đó mọi người. À kéo lên hết được. Đó mọi người nhìn cái chân váy xịn xò không? Chân váy nó đã xịn như thế này rồi. Chân váy này về mấy bạn có thể mít riêng, có quần ở đằng trong như thế này nhá. Đó nguyên một set giả xịn xò không? Mà có 180.000 thôi đó. Rẻ xỉu không? Trời ơi dễ thương lắm luôn á. Rồi giả nâu giùm em nhá. Đây cái này là giả nâu.